Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 136 oan gia ngõ hẹp. Soái tướng lẫy lừng của anh mời giáo viên cũ đi ăn một bữa cũng bị người ta đuổi đi nơi khác thì làm sao anh có thể chấp nhận được. Nếu loại chuyện thế này không xảy ra với Lệ Uy Long, tổng tư lệnh quân đội quốc gia, thì Thiên Thành sẽ không nổi giận đến thế. Được rồi, vậy xin quý khách hãy chờ đợi một chút, tôi sẽ đi báo cáo với quản lý nhà hàng. Người phục vụ không thể làm chủ, vì vậy anh ta phải ra ngoài và báo cáo với người quản lý. Tất nhiên, anh ta không thể báo cáo những điều nhỏ nhặt như vậy với chủ nhà hàng. Ông chủ của một khách sạn 5 sao hoành tráng thì không phải lúc nào một người phục vụ nhỏ bé muốn gặp cũng có thể gặp được. Vì vậy anh ta chỉ có thể tìm đến người quản lý để ông ta đi giải quyết việc này trước. Thôi bỏ đi, chúng ta không nên làm căng chuyện này làm gì. Lê Hồng Ngọc không muốn thêm chuyện rắc rối nên cô nhìn Thiên Thành và Lê Uy Long thuyết phục. Cô Dung, em không làm căng mọi chuyện gì đâu. Chẳng qua với lý do mà họ vừa nói em muốn biết những vị khách quan trọng nào có thể bắt cô giáo của em phải chuyển sang phòng khác để ăn chưa được. Lê Uy Long nói rành rọt, vậy là không ngờ thực tế cũng giống trong phim. Nếu những kẻ bình dân bước vào một nhà hàng đẳng cấp thì kiểu gì cũng xảy ra rắc rối. Một lúc sau, một người quản lý có chiếc bụng phệ, mặc một bộ vest bảnh bao, đi đôi giày bóng lộn bước vào phòng. Theo sau ông ta là một đám thanh niên kiêu ngạo có vẻ là các cậu ấm trong những gia đình giàu có. Hôm nay thiếu gia nhà họ Lương muốn dùng bữa trong phòng này, vì vậy các vị hãy nhanh chóng chuyển sang ăn ở phòng khác. Ngay khi bước vào, ông ta đã nói một cách khó chịu. Nghe giọng điệu trịch thượng của ông ta, Thiên Thành sắp không nhịn nổi. Anh tức giận hét to, tôi đây không biết thiếu gia nhà họ Lương nào hết. Làm ơn hãy cẩn thận khi anh nói, anh dám xúc phạm đến ngài Lương sao? Anh tin không, tôi sẽ cho bảo vệ đuổi hết ba người các anh ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gã quản lý nghe câu nói của Thiên Thành càng tỏ ra hống hách. Lúc này, một thanh niên da trắng, cao gầy, mặt gian ác khoảng 18-19 tuổi giận dữ từ bên ngoài bước vào phòng và nói, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám đụng đến thiếu gia này thế? Lê Hồng Ngọc sững sờ khi nhìn thấy chàng trai trẻ này. Bởi vì hắn chính là học sinh của cô, Lương Tuấn Thịnh, kẻ đã khiến Kiều Vi buộc phải nhảy ra khỏi tòa nhà từ tầng 3 xuống đất. Oan gia ngõ hẹp, cô không ngờ rằng mình sẽ gặp Lương Tuấn Thịnh ở đây. Là tao đây, Thiên Thành lạnh lùng nói. Quản lý, ông hãy gọi ngay bảo vệ tóm cổ chúng như những con chó và đuổi ra ngoài. Hôm nay chúng tôi phải ăn ở phòng này. Ông biết rồi đấy, lần nào tôi đến tôi chả ăn ở phòng này. Lương Tuấn Thịnh cao ngạo nói. Được rồi, ngài Lương, tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ tới đây ngay lập tức. Gã quản lý lấy máy liên lạc ra và chuẩn bị gọi nhân viên bảo vệ. Lương Tuấn Thịnh, đừng tiếp tục làm những hành động vô lương như vậy nữa. Làm sao tôi có thể nói rằng tôi từng là giáo viên của cậu? Cậu làm tôi thực sự xấu hổ. Đi, chúng ta hãy đi sang một phòng khác. Lệ Uy Long và Thiên Thành trước đây không biết mặt Lương Tuấn Thịnh. Lúc này họ bất ngờ khi nghe Lê Hồng Ngọc gọi kẻ kiêu ngạo này là Lương Tuấn Thịnh. Mới lúc nãy thôi, khi Lê Hồng Ngọc kể về chuyện Lương Tuấn Thịnh đã bức hại Kiều Vi đến mức cô bé buộc phải nhảy ra khỏi tòa nhà, cả hai bọn họ đều đã muốn xử lý hắn ta ngay lập tức. Không ngờ rằng chỉ vài giây sau hắn ta đã tự động đến cửa gây sự. Có vẻ như ông trời thật khéo sắp xếp. Lương Tuấn Thịnh nghe Lê Hồng Ngọc gọi tên liền hướng mắt về phía sau hai người đàn ông và nhận ra đó là giáo viên chủ nhiệm cũ của mình. Cô giáo Dung, không ngờ lại gặp cô cũng đi dùng bữa ở đây. Thật là trùng hợp, thật sự là một cuộc gặp quá sức tình cờ và hay ho. Lương Tuấn Thịnh nói với một nụ cười mỉa trên môi. Gã quản lý thấy có vẻ như Lương Tuấn Thịnh và Lê Hồng Ngọc biết nhau, và người phụ nữ kia còn là giáo viên của Lương Tuấn Thịnh, vì vậy ông ta tạm thời chưa gọi nhân viên bảo vệ mà muốn xem điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Lệ Uy Long, đi thôi. Lê Hồng Ngọc không muốn nói thêm bất kỳ lời nào với Lương Tuấn Thịnh, nên khi nhìn thấy cậu ta cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô Dung, cô cứ yên tâm, không cần phải sợ hắn. Lệ Uy Long nói nhẹ nhàng, anh muốn tìm Lương Tuấn Thịnh. Nhưng bây giờ Lương Tuấn Thịnh đã tự mình đưa thân đến cửa, làm sao anh lại có thể bỏ qua dễ dàng? Anh muốn xem Lương Tuấn Thịnh kiêu ngạo và độc đoán như thế nào? Kia, cô giáo Dung, tôi có ăn thịt cô đâu. Tại sao cô lại sợ tôi như vậy? Học sinh thường sợ giáo viên. Làm gì có chuyện giáo viên lại sợ học sinh như thế? Đừng vội bỏ đi, Lương Tuấn Thịnh bắt đầu dở thói bất lương ra nói. Hắn ta và đám bạn đằng sau không biết Lê Uy Long và Thiên Thành. Người quản lý khách sạn cũng không biết họ. Mặc dù Lê Uy Long là một người con rể nổi tiếng, nhưng thành phố này rất lớn,
không phải ai cũng chú ý đến những điều này, vì vậy nhiều người không biết mặt Lê Uy Long. Lương Tuấn Thịnh, cậu muốn gì? Lê Hồng Ngọc hỏi. Cô giáo Dung, tôi muốn mời cô dùng bữa. Dù sao thì tôi cũng dự định sẽ ăn ở đây. Mà cô đang ở đây rồi thì tôi muốn mời cô ngồi xuống luôn cũng được. Lương Tuấn Thịnh nói. Nói rồi hắn ta vẫy tay về phía đám thanh niên bên ngoài, vào đi, ngồi ăn với cô giáo của tôi. Đám thanh niên lao vào ngay lập tức. Tôi không cần cậu mời tôi không muốn ăn cùng cậu. Lê Hồng Ngọc khẳng khái nói, cô sẽ không ăn chung với loại cặn bã này, kẻ đã khiến Kiều Vi nhảy ra khỏi tòa nhà và khiến bản thân cô bị đuổi đi. Lương Tuấn Thịnh dài giọng, cô giáo Dung, tôi cũng là học sinh của cô kia mà. Hãy nhận lời để giữ sĩ diện cho tôi một chút. Tôi không có một học sinh như cậu. Lê Hồng Ngọc tức giận đến run cả giọng. Lương Tuấn Thịnh vẫn ngoan cố, cô giáo Dung, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô. Ngồi xuống đây từ từ tôi sẽ nói. Nói xong, hắn ta đến bên cạnh Lê Hồng Ngọc, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh cô. Đám thanh niên đi cùng hắn cũng lục tục tìm chỗ ngồi, sắp sửa ngồi vào chỗ của chúng. Dừng lại cho tôi, Lê Uy Long đột nhiên hét lên giận dữ. Lương Tuấn Thịnh và đám bạn bè của hắn khựng lại một giây sau tiếng hét tức giận của Lê Uy Long. Mày quá to nhỉ, định làm mọi người ở đây sợ đến chết đấy à? Lương Tuấn Thịnh tức giận mỉa mai. Mày không đủ điều kiện để mời cô giáo Lê Hồng Ngọc dùng bữa ở đây. Lê Uy Long lạnh lùng nói từng tiếng một. Tao có mời mày ở lại ăn đâu. Tao thích mời ai, ăn ở đâu là việc của tao, mày quyền gì mà can thiệp. Lương Tuấn Thịnh hống hách nói. Mày chỉ là một sinh viên, mày lấy tiền đâu mà ăn uống. Chơi bời ở đây. Lê Uy Long hỏi. Có vẻ như mày là đứa có mắt không tròng. Mày không biết cấp bậc của bố tao ở thành phố này sao? Nói cho mày biết, tao không bao giờ phải trả tiền cho việc ăn uống ở đây. Bố tao bao tất, Lương Tuấn Thịnh kiêu ngạo nói. Dù bố mày có làm chức to đi nữa thì lương của ông ta cũng đâu có cao. Ông ta lấy đâu ra tiền để thanh toán hàng đống hóa đơn ăn chơi của mày như vậy? Lê Uy Long tiếp tục hỏi. Đúng là loại ếch ngồi đáy giếng. Mày nghĩ cha tao thực sự thanh toán mấy cái hóa đơn rẻ rách này à? Tiền công thôi, tất cả chỉ là loại tiền chùa mang tên hóa đơn đỏ ha ha, Lương Tuấn Thịnh cười vang. Chương 137 dạy dỗ gã công tử bột. Tao hiểu rồi, hóa ra là chúng mày vẫn luôn ăn uống trời bời bằng tiền công. Lê Uy Long cau mày nói. Lương Tuấn Thịnh không muốn nói chuyện vô nghĩa với Lê Uy Long nữa, bèn quay lại nói với Lê Hồng Ngọc, cô Dung, người này là ai vậy? Không phải là bạn trai của cô đấy chứ? Cậu im đi, dĩ nhiên không phải, cậu ấy là học sinh cũ của tôi. Lê Hồng Ngọc tức giận nói. Hóa ra anh ta cũng là học sinh của cô. Chắc là cô dạo này đang thất nghiệp, đói ăn quá nên đến học sinh cũ của mình cũng cặp kè chứ gì. Lương Tuấn Thịnh nói và mỉm cười đầy khinh bỉ. Đừng nói nhảm, làm sao tôi có thể coi học trò của mình như một người bạn trai chứ? Lê Hồng Ngọc đỏ bừng mặt vì tức giận. Cô Dung, theo như tôi nhớ, hình như cô chưa bao giờ nói về bạn trai nhỉ. Cô cũng không còn trẻ nữa, hình như đã 29 tuổi rồi phải không? Lương Tuấn Thịnh nhìn chằm chằm vào Lê Hồng Ngọc và nói. Tôi bao nhiêu tuổi, có bạn trai hay không thì liên quan gì đến cậu? Lê Hồng Ngọc bất chợt trông thấy ánh mắt của Lương Tuấn Thịnh đang quét hết cơ thể mình từ trên xuống dưới, cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô rất xinh đẹp lại đủ chín chắn, nhưng vẫn không có bạn trai. Cô không thấy cô đơn à? Tại sao cô không thử làm bạn gái của tôi? Chỉ cần cô đồng ý, tôi hứa sẽ giúp cô trở về với công việc trước đây, cô có thể quay trở lại trường học với tư cách là một giáo viên. Lương Tuấn Thịnh nhìn chằm chằm vào Lê Hồng Ngọc và nói với một nụ cười xấu xa. Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, cậu đừng có mơ, tôi đã từng gặp qua rất nhiều kẻ mặt dày, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ tới mức như cậu. Lê Hồng Ngọc tức giận đến nỗi dường như sắp nổ tung. Cô dù sao cũng từng là giáo viên của Lương Tuấn Thịnh, vậy mà cậu ta cũng không buông tha cho cô. Khi Lê Uy Long thấy Lương Tuấn Thịnh dám ve vãn cô giáo mình, anh cũng vô cùng tức giận. Tên khốn xúc sinh này, chính hắn đã đẩy cô ấy đến bước đường cùng quẫn như ngày hôm nay, vậy mà còn mặt dày gạ gẫm cô ấy làm bạn gái, đúng là vô pháp vô thiên, không bằng loài cầm thú. Thiên Thành cũng đã rất ngứa ngáy chân tay khi nghe những lời nói của Lương Tuấn Thịnh. Chỉ cần Lê Uy Long ra lệnh, anh ta sẽ lập tức xé xác tên khốn này. Cô Dung, tôi thực sự đã thích cô từ lâu rồi. Chỉ cần cô hứa làm bạn gái của tôi sẽ lập tức chuyển lời đến bố tôi cho cô quay lại trường và tiếp tục làm giáo viên. Thậm chí nếu cô muốn thì trở thành hiệu trưởng cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Lương Tuấn Thịnh đắc ý nói. Từ khi mới vào trường,
Lê Hồng Ngọc đã luôn là giáo viên nữ thần trong trái tim của vô số nam sinh, và Lô Ninh Thịnh cũng nằm trong số đó. Anh ta đã tơ tưởng đến Lê Hồng Ngọc từ lâu, nhưng chưa có cơ hội để bắt đầu. Bây giờ Lê Hồng Ngọc vừa bị cách chức, cô ấy đang vô cùng túng quẫn và tuyệt vọng, Lương Tuấn Thịnh muốn nắm lấy cơ hội này để biến cô thành bạn gái của mình. Lương Tuấn Thịnh là một kẻ biến thái, bệnh hoạn. Hắn ta nghĩ nếu có thể biến giáo viên của mình thành bạn gái và lên giường với cô ấy, điều đó hẳn sẽ cực kỳ thú vị. Kìa cô giáo, hãy mau đồng ý với anh Lương và làm bạn gái anh ấy đi. Phải, chỉ cần trở thành bạn gái của anh Lương, sau này ở trường sẽ không còn ai dám bắt nạt cô nữa. Đúng đấy, có cậu Lương chống lưng, không chừng cô còn có thể trở thành hiệu trưởng trong tương lai đấy. Cha của cậu Lương hoàn toàn có thể đảm bảo cho cô có một tương lai tươi sáng chỉ bằng vài lời nói, cô còn do dự gì nữa. Đám đàn em của Lương Tuấn Thịnh mỉm cười đều giả và nói với Lê Hồng Ngọc. Một vài tên trong số chúng, cũng từng là học sinh của trường trung học số 1, đều là những kẻ chơi bời, và có một nền tảng gia đình nhất định, nhưng không được nổi bật như gia đình của Lương Tuấn Thịnh, vì vậy bọn chúng sẵn sàng làm mọi thứ để lấy lòng hắn. Lúc này, Lê Hồng Ngọc đã giận run lên, không nói nên lời. Lũ súc sinh, tất cả quỳ xuống cho tao, cúi đầu trước cô Lê và thừa nhận lỗi lầm của mình đi. Như vậy may ra hôm nay tao có thể tha mạng cho tụi mày. Lê Uy Long thấy rằng giáo viên của mình bị sỉ nhục, anh không thể chịu đựng nổi nữa. Cái gì, anh dám bảo chúng tôi quỳ xuống và xin lỗi cô ấy á? Lương Tuấn Thịnh không ngờ Uy Long lại to gan lớn mật như vậy, liền ngạc nhiên hỏi lại. Phải, tao không muốn giết người trước mặt cô giáo, vì vậy tao mới cho mày cơ hội quỳ xuống và cúi đầu nhận lỗi với cô ấy. Nếu không, tao đã giết khoét chúng mày từ 10 phút trước rồi. Lê Uy Long tức giận nói. Anh dám bảo tôi nhận lỗi với một phụ nữ sao, đầu anh có vấn đề rồi phải không? Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Lương Tuấn Thịnh nói một cách khinh bỉ. Bởi vì cô ấy là cô giáo cũ của tôi, không ai được phép xúc phạm, Lê Uy Long nói. Giáo viên của anh thì sao? Cô ấy cũng là giáo viên của tôi đấy thôi. Tôi nể mặt lắm mới gọi cô ấy là giáo viên đấy. Nếu không thì đã gọi cô ta là con điếm rồi. Tôi cứ xúc phạm cô ta đấy, anh có thể làm gì tôi chứ? Để tôi chống mắt lên xem. Ha ha, Lương Tuấn Thịnh vênh mặt cười lớn. Lệ Uy Long bất ngờ đứng dậy, và ngay lập tức đấm mạnh người Lương Tuấn Thịnh. Crack! Một âm thanh giòn giã vang lên, khuôn mặt của Lương Thành đã nhận trọn một cú đấm của Lệ Uy Long, và sau khi loạng choạng quay người mất mấy vòng, răng hắn ta cũng bay ra khỏi miệng. Cảnh tượng này khiến đám đàn em của Lương Tuấn Thịnh và người quản lý khách sạn đều chết lặng. Lương Tuấn Thịnh ngã nhào xuống đất sau khi quay vài lần. Anh Lương! Đám đàn em nhìn thấy Lương Tuấn Thịnh bị Lê Uy Long đánh ngã văng xuống đất, tất cả bọn họ đều sốc và chạy vội đến để giúp anh ta đứng dậy. Lê Hồng Ngọc cũng đã bị sốc khi nhìn thấy Lê Uy Long dám động thủ với Lương Tuấn Thịnh, cô linh cảm rằng anh sắp gây ra một thảm họa. Cái quái gì vậy, anh lại dám đánh tôi? Anh không muốn sống nữa sao? Lương Tuấn Thịnh giận dữ hét lớn. Vì mất một vài chiếc răng, lời nói của anh ta có chút khó nghe. Tao đã nói rồi. Chúng mày không được phép xúc phạm cô Dung. Lệ Uy Long lạnh lùng nói. Đánh hắn ta cho tao. Lương Tuấn Thịnh cực kỳ tức tối và không muốn nói chuyện vô nghĩa với Lệ Uy Long thêm nữa, liền lập tức ra lệnh cho đám tay chân của mình đánh lại Lệ Uy Long. Mặc dù hắn ta cảm thấy Lệ Uy Long này thực sự có chút sức mạnh sau cú đấm vừa rồi, nhưng dù sao hắn ta vẫn còn 6 anh em ở đây. Lương Tuấn Thịnh không tin rằng 6 người lại có thể thua một, nhất định sẽ đánh bại anh ta. 6 tên đàn em nghe lệnh ngay lập tức chạy lao về phía Uy Long. Bốp, bọc, á. Những âm thanh đánh đấm liên tiếp vang lên, trong khi cơ thể Lệ Uy Long không hề di chuyển. Thiên Thành đã nhanh chóng đứng chặn phía trước anh và hạ gục 6 người của Lương Tuấn Thịnh. Làm thế nào những hốc bơ hư hỏng này có thể là đối thủ của Phen Gang, người đã trải qua nhiều trận chiến. Mỗi người trong số chúng đều bị đấm mạnh vào mặt, và sau khi ngã xuống đất, chúng bàng hoàng khi thấy răng của mình đều đã rơi xuống đất. Tất cả khóc hú lên. Người quản lý đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này. Rất nhiều người đã bị đánh trong nhà hàng như vậy, anh biết phải giải thích thế nào đây? Đặc biệt là con trai của ông Lương, ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố Quốc Hòa. Người quản lý cảm thấy rằng chuyện này không đơn giản, liền vội vã chạy đi báo cáo với sếp. Nếu không, anh sẽ không thể chịu trách nhiệm này. Vì vậy, anh ta lẻn ra ngoài, gọi cho ông chủ, thông báo với ông ta về điều này để ông ta có thể tìm cách xử lý. Lê Hồng Ngọc cũng rất sốc vào thời điểm này. Vì cô Dung đang có mặt ở đây nên tao không muốn giết tụi mày.
Bây giờ tao sẽ cho tụi mày một cơ hội khác, hãy mau quỳ xuống và nhận lỗi với cô ấy đi. Lệ Uy Long nói sắc mặt đăm chiêu lạnh lùng, nếu không phải vì lo lắng những cảnh máu me sẽ làm Lê Hồng Ngọc sợ hãi, anh đã cho tất cả bọn chúng lìa đời ngay tại chỗ rồi. Muốn tôi quỳ lại con điếm này á, đừng có mơ. Lương Tuấn Thịnh vẫn ngoan cố. Bốp bốp, Lệ Uy Long lại vỗ nhẹ hai bàn tay mình. Á, lập tức, Lương Tuấn Thịnh lại hét lên, bị đập thẳng xuống đất, và một vài chiếc răng nữa lại rơi ra. Lệ Uy Long, sao cậu dám đánh bọn chúng? Lê Hồng Ngọc định thần trở lại và hỏi trong hoảng loạn. Đám xúc sinh này dám xúc phạm cô, em chỉ đang dạy cho chúng một bài học nhỏ thôi. Lệ Uy Long nói. Đúng vậy, đây chỉ là một bài học nhỏ, tất nhiên anh sẽ không khiến chúng mất mạng. Đặc biệt là Lương Tuấn Thịnh, tên khốn đã khiến Kiều Vi phải nhảy khỏi tòa nhà, hắn ta sẽ phải trả giá đắt cho lỗi lầm của mình chứ không thể chết một cách dễ dàng được, bây giờ vẫn chưa phải lúc cho chuyện đó. Lệ Uy Long, cậu đã gây ra chuyện lớn rồi, có biết không hả? Lê Hồng Ngọc hốt hoảng nói. Chương 138 gây thù chuốc oán. Cô à, cô đừng lo lắng quá, em có thể xử lý chúng. Lệ Uy Long bình thản nói. Tên của mày là Lệ Uy Long, phải không? Lương Tuấn Thịnh bỗng gầm gừ hỏi khi nghe Lê Hồng Ngọc gọi tên Uy Long. Phải, Lê Uy Long nói. Vậy mày chính là thằng con rể nổi tiếng vô dụng của Chu gia có phải không? Lương Tuấn Thịnh hỏi lại. Mặc dù hắn ta không biết mặt Lê Uy Long, nhưng cũng đã được nghe khá nhiều về cái tên này. Tuy nhiên, Lương Tuấn Thịnh lo mình có thể nhầm lẫn, vì vậy hắn muốn xác nhận lại cho rõ ràng. Phải, có giỏi thì đến tìm tao giải quyết một mình nếu mày có khả năng. Lê Uy Long cao giọng nói. Được, mày cứ đợi tao đi, tao sẽ không tha cho mày đâu. Lương Tuấn Thịnh nói xong, và cố gắng lết dậy. Mấy tên đàn em ẻo lả của hắn cũng vậy. Chúng mày, đi, Lương Tuấn Thịnh biết rằng những người này không phải là đối thủ của Lê Uy Long, vì vậy hắn tìm cách rời khỏi đây trước, rồi trong tương lai sẽ tìm Lê Uy Long tính sổ sau. Rốt cuộc, Lương Tuấn Thịnh cũng chỉ là một gã công tử bột, chỉ giỏi đi bắt nạt những người yếu thế. Chính hắn ta cũng sợ gặp phải những người mạnh mẽ và tàn nhẫn như Lê Uy Long, vì vậy hắn không dám làm liều. Đợi đã, Lê Uy Long đột nhiên hét lên. Lương Tuấn Thịnh nghe tiếng gọi thì lại sợ run lên, khẽ quay người lại và hỏi, anh muốn làm gì nữa? Mày không định xin lỗi cô Dung mà cứ rời đi như thế à? Lê Uy Long lạnh lùng hỏi, tôi là người của Lương gia, làm sao tôi có thể nhận lỗi với một người phụ nữ được? Lương Thành vẫn một mực từ chối. Được. Mày thích làm gì thì làm, nhưng nhớ đấy, tao đã cho mày cơ hội rồi. Sau này, cho dù mày muốn nhận lỗi với cô ấy cũng sẽ không còn cơ hội đâu. Lệ Uy Long nói, tôi cũng cho anh một cơ hội rồi đấy. Nếu anh biết điều, tôi có thể tha cho tội chết. Mặc dù trong lòng Lương Tuấn Thịnh rất run sợ, nhưng hắn vẫn ngoan cố và không muốn thừa nhận thất bại. Biến đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc tao với cô Dung dùng bữa. Lệ Uy Long cảm thấy đã quá mất thời gian với đám sâu bọ này. Giờ anh chỉ muốn có một bữa ăn ngon lành với cô giáo cũ, và không muốn phải xử lý đám Lương Tuấn Thịnh trong lúc này, vì vậy anh đã để bọn chúng rời đi. Lương Tuấn Thịnh cũng nhận thức được tình thế hiện tại không có lợi cho mình và không muốn chịu tổn thất lúc này, vì vậy hắn ta ngay lập tức cùng đám đàn em đi khỏi nhà hàng. Sau khi Lương Tuấn Thịnh rời đi, Lê Hồng Ngọc nói một cách lo lắng, Lệ Uy Long, em đã gây ra chuyện lớn rồi, hãy mau rời khỏi đây ngay đi. Cô à, các món ăn đã được đặt hết rồi. Nếu lúc này bỏ đi mà không ăn thì thật là lãng phí. Cổ nhân đã dậy rồi, chúng ta không nên bỏ phí thức ăn đâu. Lệ Uy Long hóm hỉnh nói. Nhưng, giờ cô đâu còn tâm trạng để ăn nữa, cô đang lo Lương Tuấn Thịnh sẽ nhanh chóng gọi ai đó đến đây để trả thù em đấy. Lê Hồng Ngọc cau mày nói. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi mà. Hà tất phải tránh né. Nếu cậu ta còn dám quay lại, em nhất định sẽ dạy dỗ lại hắn. Lệ Uy Long nói quả quyết. Cha của cậu ta là ủy viên hội đồng nhân dân thành phố đấy, em không sợ sao? Lê Hồng Ngọc hỏi lại. Chức vụ của ông ta cũng đâu phải to lớn gì lắm đâu, có gì mà phải sợ. Cô Dung, có lẽ cô chưa biết chuyện em có quan hệ bạn bè với đại úy Vũ Hải, người đứng đầu căn cứ phía Nam nhỉ? Lệ Uy Long không muốn tiết lộ danh tính của mình vào lúc này. Vì vậy như thường lệ, anh lại phải đưa ra cái tên Vũ Hải. Xie Haiyua có lẽ không bao giờ ngờ rằng Lệ Uy Long, một soái tướng dũng mãnh, một tổng tư lệnh quyền lực, lại thường xuyên sử dụng mình như một tấm bình phong như vậy. Có, cô cũng nghe nói qua. Theo như cô biết thì đại úy này đã đến dự đám cưới của em vào tháng trước. Còn hai ngày trước, khi em tổ chức lễ tưởng niệm cho cha nuôi của mình, anh ta cũng đến thì phải. Vâng,
Đúng là như thế, nếu Lương Trọng đó dám làm bất cứ điều gì sằng bậy, em hoàn toàn có thể nhờ Vũ Hải giúp mình xử lý ông ta. Lê Uy Long nói, đại úy đó thực sự sẽ giúp em sao? Lê Hồng Ngọc hỏi với vẻ nghi ngờ. Tất nhiên, em đã từng cứu mạng anh ấy nên anh ấy cũng sẽ bảo vệ em. Lê Uy Long nói xanh dần, chấm, vậy thì tôi có thể tạm yên tâm rồi. Lê Hồng Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, vậy giờ cô đã có thể yên tâm dùng bữa với em chưa, em sẽ ổn thôi mà. Uy Long nói, cùng lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính dây vàng vội vã đến phòng 668 với sự hỗ trợ của một nhóm vệ sĩ. Người quản lý nhà hàng cũng vội bước theo sau ông ta. Người đàn ông trung niên đeo kính vàng này chính là chủ sở hữu của khách sạn Grand Hyatt Jin Yongfu. Cậu Lương và người của cậu ấy đâu rồi? Dương Văn Đức hỏi ngay khi ông ta bước vào mà không thấy Lương Tuấn Thịnh và những người khác. Đều bị tôi đuổi đi rồi. Lê Uy Long nói nhẹ nhàng. Cái gì, anh thực sự đã đuổi cậu Lương đi? Dương Văn Đức kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, cậu ta cứ ngồi đây gây ảnh hưởng đến việc ăn uống của chúng tôi, vì vậy tôi đã đuổi cậu ta đi. Lê Uy Long bình thản nói, anh thật coi trời bằng vung, cậu Lương là một trong những khách VIP của chúng tôi, vậy mà anh dám đuổi cậu ấy đi. Anh không muốn sống nữa có phải không? Gậy chuyện như thế chưa đủ à? Dương Văn Đức tức giận nói, cha của Lương Tuấn Thịnh, Lương Văn Trọng, là một ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố, là người mà không ai dám đụng vào. Bây giờ Lê Uy Long lại dám đuổi Lương Tuấn Thịnh đi, làm sao ông không tức giận cho được? Ông làm ăn kinh doanh kiểu gì vậy? Sao có thể nói chuyện với khách hàng một cách khiếm nhã như thế? Thiên Thành không thể chịu đựng được và nói một cách giận dữ. Tôi sẽ không quan tâm nếu chuyện này không ảnh hưởng lớn đến khách sạn chúng tôi. Các người đã xúc phạm cậu Lương, xin mời các người đi chỗ khác dùng bữa giúp tôi. Dương Văn Đức nói, thật là vô lý, hôm nay chúng tôi nhất định phải ăn ở đây đấy, thì sao nào? Sự tức giận của Thiên Thành càng được đẩy lên cao. Lôi bọn họ ra, tôi không muốn họ tiếp tục ăn ở đây nữa. Dương Văn Đức quay lại nói với các vệ sĩ của mình. Tám vệ sĩ bước tới ngay lập tức. Lê Hồng Ngọc cũng kinh hoàng khi chứng kiến chuyện này. Thật không ngờ, chuyện vô lý như thế này lại xảy ra trong một khách sạn 5 sao. Họ không chỉ bị đuổi đi mà dường như còn bị đe dọa tấn công nữa. Lê Uy Long cũng không ngờ rằng lại có quá nhiều rắc rối xảy ra chỉ vì anh muốn được cùng cô giáo cũ dùng bữa. Dù Lương Tuấn Thịnh đã bị đuổi đi, nhưng chủ khách sạn lại đến để sinh sự. Lúc này, Thiên Thành thấy các vệ sĩ đi tới, dù chưa có lệnh của Lê Uy Long, anh ta cũng đã đứng phắt dậy. Những người này đe dọa sự an toàn của Lê Uy Long. Là người thân cận nhất của Lê Soái, tất nhiên Thiên Thành muốn bảo vệ anh ấy và cô giáo Lê hết sức có thể. Ra ngoài nhanh lên, hoặc chúng tôi sẽ ném các người ra ngoài. Một trong những vệ sĩ nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Các ông đừng để tôi phải ra tay đấy nhé. Hãy để chúng tôi yên, Thiên Thành giận dữ nói. Lê Hồng Ngọc thấy Thiên Thành sắp đánh nhau với các vệ sĩ, cô liền vội vàng nói với Lê Uy Long, Uy Long, chúng ta cứ ra ngoài cho rồi, bọn họ đã không chào đón chúng ta ăn ở đây, hà tất phải ngoan cố như vậy. Cô Dung, nếu họ yêu cầu chúng ta đi một cách lịch sự, em vẫn có thể cân nhắc rời đi, nhưng họ lại muốn đuổi chúng ta ra ngoài khiếm nhã như vậy. Em không thể nhắm mắt để yên được, Lê Uy Long nói, anh thực sự không chịu đựng được thái độ và cung cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này của ban quản lý khách sạn. Anh đã đích thân mời cô giáo của mình đi ăn tối, bây giờ lại bị đuổi ra ngoài như một người ăn xin, mặt mũi của một tổng tư lệnh còn ở đâu nữa. Lê Uy Long hiện vẫn đang bị chấn thương ở chân và không tiện hành động. Chuyện nhỏ này chỉ cần để Thiên Thành giải quyết là được. Dù là như thế, nhưng đây vẫn là khách sạn của họ. Nhìn qua mấy vệ sĩ này cũng thất họ rất mạnh rồi. Chúng ta tốt nhất đừng dây vào họ làm gì, mau đi khỏi đây thôi. Lê Hồng Ngọc nhìn thấy những vệ sĩ hung dữ và độc ác, cô vô cùng sợ hãi, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng trước khi Lê Hồng Ngọc kịp nói hết câu, tám vệ sĩ đã lao về phía Thiên Thành với những nắm đấm siết chặt. Trận chiến xem như đã bắt đầu, cho dù Lê Hồng Ngọc muốn dừng lại cũng không còn kịp nữa rồi. Bốp, bốp, Thiên Thành đấm ra tới tấp, những nắm đấm của anh nhanh đến mức không ai có thể kịp nhìn thấy. Á, tám vệ sĩ thậm chí không thể chạm vào Thiên Thành. Tất cả họ đều bị anh tấn công và ngã xuống một cách thảm hại, nhiều người còn bật ngửa về phía sau. Trận chiến còn chưa kịp bắt đầu, vậy mà nó dường như đã kết thúc. Thiên Thành ngay lập tức hạ gục tám vệ sĩ của Dương Văn Đức. Anh dường như chỉ mất vài giây để đánh bại tất cả bọn họ. Thiên Thành vốn là một chiến binh 3 sao đã trải qua hàng trăm trận chiến.
một mình anh có thể địch lại cả trăm quân thù, chỉ một vài vệ sĩ bình thường thế này đâu có nhằm nhò gì với anh. Dương Văn Đức sững sờ khi thấy tất cả các vệ sĩ của mình đều đã bị đánh gục một cách chóng vánh, ông ta không thể tin nổi vào mắt mình. Dương Văn Đức thậm chí còn không kịp nhìn thấy những chuyển động của Thiên Thành, vậy mà chỉ trong thoáng chốc, tất cả các vệ sĩ của ông đã ngã hết xuống đất, răng bay đầy trên sàn nhà. Người quản lý khách sạn cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy điều này, khuôn mặt anh ta nhanh chóng trở nên tái nhợt vì sợ hãi. Những vệ sĩ này đều là những võ sư hạng nhất được tuyển chọn từ công ty chuyên dụng. Làm sao họ có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Chương 139 bữa ăn đắt đỏ tấm thẻ tối cao. Lê Hồng Ngọc thì hoàn toàn bị sốc khi thấy Thiên Thành hạ gục những vệ sĩ này ngay tắp lự như vậy. Cô không ngờ rằng bạn của Lê Uy Long lại mạnh đến thế. Nhưng Lê Uy Long thì không quan tâm lắm đến chuyện này. Tất cả đều đã nằm trong dự đoán của anh. Bây giờ, ông còn muốn đuổi chúng tôi ra không? Thiên Thành lạnh lùng hỏi. Dương Văn Đức vừa chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Thiên Thành, ông ta còn dám nói gì nữa. Ông ta thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện gọi thêm nhân viên bảo vệ tới. Đến cả những vệ sĩ chuyên nghiệp này cũng đã bị Thiên Thành hạ gục chỉ trong vài giây, nhân viên bảo vệ có thể làm gì được anh ta chứ? Tôi chỉ muốn được yên ổn ăn bữa cơm với cô giáo Lê Hồng Ngọc ở đây. Nếu ông không còn việc gì để làm, xin vui lòng ra ngoài nhanh đi. Lê Uy Long nói một cách lạnh lùng, thậm chí không hề nhìn Dương Văn Đức. Tôi là chủ sở hữu của khách sạn này, anh còn dám đuổi tôi đi sao? Dương Văn Đức vô cùng tức giận. Chủ sở hữu khách sạn này thì sao? Ông chủ thì có quyền gây rối trong bữa ăn của khách à? Nếu ông rảnh rỗi như vậy, chỉ bằng ghé qua nhà bếp hỏi xem thức ăn đã sẵn sàng chưa, tại sao họ phục vụ lâu như vậy? Lê Uy Long thản nhiên nói. Này quản lý, những người này, họ rốt cuộc là ai? Dương Văn Đức cảm thấy rằng nếu ông ta tỏ ra sợ hãi như vậy thì thật là xấu hổ, vì vậy ông ta đành quay sang hỏi người quản lý khách sạn. Tôi cũng không biết, người quản lý nói. Họ ăn mặc rất bình thường, tại sao anh lại để cho họ vào hả? Liệu họ có tiền để trả cho bữa ăn này không? Dương Văn Đức nói. Người quản lý nghe được điều này thì như vừa được khai sáng, anh ta ngay lập tức nói với Lê Uy Long và những người khác bằng một giọng gay gắt, nếu anh muốn ăn ở đây. Hãy chi trả cho các món ăn trước. Nếu anh không có đủ tiền để thanh toán, tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát đến đưa các người đi. Sao lại có chuyện bắt khách phải thanh toán hóa đơn trước khi ăn? Thiên Thành giận dữ nói. Nếu không thanh toán trước, ai mà biết liệu các người có đủ tiền để trả hóa đơn sau khi ăn hay không chứ? Đừng nghĩ rằng có thể ăn chùa ở đây. Thời đại bây giờ, người có tiền mới là vua, người quản lý cao giọng nói. Thiên Thành vẫn muốn lý luận với họ. Nhưng Lê Uy Long không muốn tạo thêm bất kỳ mâu thuẫn nào nữa, anh liền nói, được rồi, cứ để họ tính toán hóa đơn trước đi, các món chúng ta đã đặt mua hết bao nhiêu, cứ trả tiền cho nó trước là được. Lê Uy Long thực sự không muốn vướng víu vào những chuyện vớ vẩn như vậy. Anh đến đây chỉ để có một bữa ăn vui vẻ với cô giáo cũ, không phải để gây rắc rối. Nếu những chuyện rắc rối này vẫn cứ tiếp diễn, có lẽ cô Dung sẽ không còn tâm trạng để ăn nữa. Cô ấy là một phụ nữ nhã nhặn. Anh hoàn toàn không muốn trở nên tàn nhẫn trước mặt cô. Khi Thiên Thành nghe Lê Uy Long nói điều này, anh ta đành phải nói với đám người của khách sạn, các người nghe rồi chứ. Mau giải quyết chuyện tiền bạc này đi, thích trả hóa đơn trước thì chiều. Người quản lý lập tức đi tìm bộ phận hạch toán để lập một hóa đơn. Các vệ sĩ cũng nhân cơ hội này đứng dậy ngay, tất cả đều xấu hổ đến cùng cực. Một lúc sau, người quản lý đưa một người phục vụ qua. Tổng cộng là 25.750.000 đồng, ai sẽ là người trả hóa đơn này, người phục vụ nói. Thiên Thành im lặng không nói gì, không phải vì anh không muốn trả tiền, mà vì Lê Uy Long đã mời giáo viên của mình bữa ăn này. Nếu anh đứng ra trả hóa đơn, Uy Long chắc chắn sẽ không vui. Hơn nữa, cô giáo Lê hẳn cũng sẽ buồn bã về việc này. Cô sẽ nghĩ rằng đang phải ăn trầu ăn trực từ một người ngoài cuộc như anh. Do đó, việc thanh toán này tốt hơn hết là để lại cho Lê Uy Long thực hiện. Ngay khi nghe tin bữa ăn có giá hơn 25 triệu đồng, Lê Hồng Ngọc bàng hoàng cả người và mồ hôi lập tức vã ra. Chỉ một vài món ăn mà có giá hơn 25 triệu. Xem ra các món ăn trong khách sạn 5 sao này thực sự đắt tiền. Uy Long à, giá đồ ăn ở đây rất đắt đỏ, chúng ta đừng ăn nữa, hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Cô biết nhiều quán ăn bình dân hơn mà vẫn ngon lắm. Lê Hồng Ngọc nói. Cô Dung, không sao đâu, em có đủ khả năng chi ra số tiền ít ỏi này mà. Lê Uy Long vừa nói vừa lấy ra tấm thẻ rồng tối cao mà Thiên Thành đã đưa cho lần trước.
Từ khi nhận tấm thẻ đặc biệt này từ Thiên Thành, anh chỉ mới sử dụng mất vài trăm đô la để nộp hóa đơn điện thoại, còn sau đó anh cũng không hề sử dụng đến nó. Hôm nay cả anh và Thiên Thành đều không mang tiền mặt, chỉ có thể sử dụng tạm tấm thẻ rồng tối cao này. Sau khi Lệ Uy Long rút tấm thẻ ra, anh nói, tôi không có tiền, hãy quẹt thẻ này đi. Viên quản lý nhìn thấy một con rồng vàng được in trên chiếc thẻ trong tay Lệ Uy Long. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy loại thẻ này từ trước tới giờ. Vì vậy liền nghi hoặc và nói, thẻ của anh là cái này à? Không phải là thẻ thành viên sao? Có tiền trong đó không? Ông cứ quẹt đi rồi sẽ biết có tiền hay không? Lệ Uy Long không buồn giải thích. Tôi nói cho anh biết, đồ ăn anh đặt đã được chế biến xong hết rồi. Nếu loại thẻ kỳ lạ này mà không thanh toán được thì hãy chờ mà bị bắt. Gã quản lý cào nhau nói, Lê Hồng Ngọc cũng chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc thẻ như vậy trước đây, vì vậy cô không thể không lo lắng cho Lê Uy Long. Ngay cả khi chiếc thẻ kỳ lạ đó của Uy Long là thẻ ngân hàng thì liệu cậu ấy có nổi hơn 100 triệu tiền riêng không? Cô đã nghe người ta nói rằng thời gian này Lê Uy Long đang ở trong tình trạng thất nghiệp hoàn toàn, và địa vị của cậu ta trong gia đình họ Chu thậm chí không tốt bằng một con chó. Cậu ấy lấy đâu ra nhiều tiền riêng như thế? Dương Văn Đức thoáng nhìn chiếc thẻ trên tay của Lê Uy Long và rồi mắt ông ta sững lại ngay tại đó không rời đi được. Nhìn thấy dòng chữ được viết trên tấm thẻ, mồ hôi lạnh của Dương Văn Đức toát ra đầy người. Mặc dù ông ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một chiếc thẻ như vậy nhưng là một kẻ nhiều năm lăn lộn trên thương trường, ông ta cũng đã nghe người ta nói về một loại thẻ rồng tối cao. Loại thẻ rồng tối cao này, trên toàn bộ Long Quốc, không có quá 5 chiếc. Thứ mà loại thẻ tối cao này sở hữu không phải là tiền. Những người giàu nhất với tài sản dòng trị giá hàng trăm nghìn tỷ cũng không đủ điều kiện để sở hữu một chiếc thẻ rồng tối cao. Bởi vì tài khoản của chiếc thẻ rồng tối cao này hoàn toàn không có tiền, mà chiếc thẻ được kết nối với các ngân hàng lớn. Miễn là chủ sở hữu chiếc thẻ này cần đến, tiền từ các ngân hàng lớn có thể được sử dụng theo ý muốn của họ. Những người có chiếc thẻ rồng tối cao là những người có địa vị nổi bật và có những đóng góp to lớn cho Long Quốc chứ không phải những người giàu có bình thường có thể có. Nghĩ đến đây, Dương Văn Đức sợ hãi. Liệu có phải người đàn ông ăn mặc bình thường đang đứng trước mặt ông ta lại là một yếu nhân bí mật? Thưa ông, thẻ của ông có phải là chiếc thẻ rồng tối cao huyền thoại? Dương Văn Đức hỏi một cách kính cẩn và thận trọng. Ông ta vẫn không tin rằng Lê Uy Long, kẻ có bộ dạng bên ngoài hết sức tầm thường kia lại là một người cực kỳ cao quý. Biết đâu vì tình thế ép buộc, hắn ta đành lấy chiếc thẻ rồng giả mạo ra để đánh lừa mọi người. Tuy nhiên trước khi xác minh xong xuôi việc này, ông ta vẫn phải cố gắng tỏ ra kính cẩn và lịch sự, bởi vì biết đâu chuyện này là sự thật thì sao? Viên quản lý và người phục vụ ngạc nhiên vô cùng khi thấy ông chủ đột nhiên tỏ ra tôn trọng Lê Uy Long như thế. Các ông đang quan tâm tới quá nhiều thứ đấy. Miễn là tôi có thể trả tiền được bữa ăn thì các ông quan tâm tới việc tôi dùng loại thẻ nào làm gì. Lê Uy Long sốt ruột nói. Anh không ngờ rằng gã chủ sở hữu của khách sạn 5 sao này thậm chí nhận ra được chiếc thẻ của anh. Lấy máy quẹt thẻ ra đây nhanh lên. Dương Văn Đức nói với người phục vụ. Nếu chiếc thẻ này thực sự có thể trả tiền thì có nghĩa nó là thẻ rồng tối cao thực sự. Mặc dù hơn 100 triệu không phải là số tiền lớn, nhưng chiếc thẻ trong tay Lê Uy Long không thuộc về bất kỳ ngân hàng nào, miễn là thanh toán được tiền, điều đó chứng minh nó chính là chiếc thẻ rồng tối cao, không phải là đồ giả. Nghe mệnh lệnh từ phía ông chủ, người phục vụ vội vã đi lấy máy quẹt thẻ. Một lát sau anh ta đã quay trở lại. Lê Uy Long đưa chiếc thẻ cho anh ta. Trong những trường hợp bình thường, Lệ Uy Long chắc chắn sẽ không sử dụng chiếc thẻ rồng tối cao này, nhưng hiện tại anh không mang theo tiền mặt mà anh đã mời cô giáo của mình đi ăn nên anh buộc phải sử dụng nó. Nếu không có sự dạy dỗ và giúp đỡ về tiền bạc của cô giáo Lê Hồng Ngọc hồi đó, anh ắt hẳn sẽ khó lòng tiếp tục theo đuổi việc học hành và vì vậy chắc chắn lúc này sẽ không có một vị tổng tư lệnh quân đội quốc gia đang đứng ở đây. Bây giờ anh mời cô giáo, ân nhân của mình, đi ăn một bữa thì việc sử dụng tiền từ chiếc thẻ này cũng là điều tự nhiên. Sau khi nhập mật khẩu mà Lê Uy Long cung cấp, việc thanh toán đã thành công. Người phục vụ và gã quản lý không hề nghĩ chiếc thẻ của Lê Uy Long thực sự có thể thanh toán được nên tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng kẻ kinh ngạc đến sững sờ lại là Dương Văn Đức. Chiếc thẻ đó có thể thanh toán được. Nó thực sự là thẻ rồng tối cao huyền thoại. Nhớ lại việc Thiên Thành đã hạ cả 8 vệ sĩ của mình trong nháy mắt, lúc này Dương Văn Đức tin chắc rằng Lê Uy Long là loại nhân vật vĩ đại có địa vị cao không thể tưởng tượng được. Nếu không thì làm sao anh ta lại có thể được theo sau bởi một vệ sĩ mạnh mẽ đến như vậy? Bây giờ tôi đã thanh toán xong rồi, các ông có thể đi ngay lập tức được không? Lệ Uy Long tức giận nói.
chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Vừa nãy chúng tôi đã ngu muội mà xúc phạm đến ngài, xin ngài hãy tha thứ cho nhà hàng của chúng tôi. Mong ngài vẫn sẽ tiếp tục quay lại đây ủng hộ nhà hàng. Dương Văn Đức nói một hơi nhanh như tên bắn. Chương 140 sợ toát mồ hôi. Ông ta toát mồ hôi khi biết rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc. May mắn thay, những người này lại rất hào phóng và không quan tâm chuyện đó. Họ đã cho phép ông ta đưa người đi thì ông ta làm gì còn lá gan nào mà dám ở lại. Thấy Dương Văn Đức đột nhiên trở nên hết sức kính cẩn với Lê Uy Long, gã quản lý và đám vệ sĩ càng không thể nào hiểu được. Chẳng phải chỉ là hơn 100 triệu thôi sao? Có cần thiết phải cung kính với anh ta như thế không? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Định làm ảnh hưởng đến khẩu vị của những quý khách đây sao? Hãy nhanh chóng gọi phục vụ mang đồ ăn lên ngay lập tức. Dương Văn Đức trợn mắt nhìn đám người xung quanh và vội vã rời đi ngay. Mặc dù Lê Uy Long đã va chạm với Lương Tuấn Thịnh nhưng ông ta thấy Lê Uy Long là người có thẻ rồng tối cao. Danh tính của anh ta chắc chắn không thể lấy cha Lương Tuấn Thịnh ra mà so sánh. Vì vậy ông ta chỉ mong có thể mau mau né việc rắc rối này ra càng nhanh càng tốt. Mong là mâu thuẫn giữa những kẻ máu mặt đó không dây dưa gì tới ông ta. Gã quản lý và đám vệ sĩ thấy ông chủ đã rời đi nên cũng không dám ở lại. Tất cả vội vã kéo nhau ra ngoài. Ông chủ Dương, tại sao ông lại phải cung kính với gã đó như vậy? Người quản lý bối rối hỏi. Vừa nãy chúng ta gần như đã gặp phải thảm họa, ông biết không? Danh tính của vị khách đó thật đáng gờm. Chắc chắn cả ông và tôi đều không thể nào tưởng tượng được. Dương Văn Đức lau mồ hôi và nói. Làm sao ông chủ lại biết danh tính của anh ta? Gã quản lý vẫn còn bối rối. Đừng hỏi nhiều nữa, nói tóm lại. Nếu trong tương lai mà ông còn may mắn có cơ hội gặp anh ta đến đây ăn nữa thì ông phải phục vụ ông ấy như phục vụ vua. Ông hiểu chưa? Ông đã nhớ chưa? Dương Văn Đức không dám nói quá nhiều về danh tính và uy quyền của vị yếu nhân này. Tai vạ đều do cái miệng mà ra, ông ta không muốn phải gặp họa sát thân vì những lời nói lung tung của mình. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Gã quản lý toát mồ hôi khi nghe ông chủ nặng lời. Ông ta khúm núm gật đầu lia lịa. Chúng ta đều mắc một sai lầm nghiêm trọng là đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Những người thực sự nổi tiếng hoặc thật sự uy quyền thật ra bên ngoài lại trông rất giản dị. Từ nay trở đi không bao giờ đám nhân viên các ông được lặp lại thứ sai lầm chết người đó nữa. Dương Văn Đức nghiêm nghị nói. Vâng, nhưng bây giờ chúng ta phải giải thích với ngài Lương thế nào? Gã quản lý hỏi lại. Tôi không thể kiểm soát được nhiều thứ như vậy. Chuyện này tốt nhất là ông nên tránh đừng can thiệp vào nữa. Nhất định phải tránh xa nó ra và đừng có nói chuyện với Lương Tuấn Thịnh nữa. Nếu không muốn chết thì phải cố mà tránh chuyện đó ra, càng xa càng tốt. Dương Văn Đức nói. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không dây dưa chuyện này nữa. Gã quản lý run lên vì sợ hãi khi nghe những lời Dương Văn Đức nói. Lê Hồng Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy chủ khách sạn đưa đám người đi. Lê Uy Long, ăn một bữa ăn với em mà tôi sợ sắp đau tim. Lê Hồng Ngọc mỉm cười nói, là tại em đã làm cô phải sợ hãi. Em rất xin lỗi, Lê Uy Long nói. Không phải lỗi của em, tại bọn họ cố tình gây sự trước, mà nhân tiện cho cô hỏi, tại sao vừa nhìn thấy chiếc thẻ của em, ông chủ khách sạn lại đột nhiên trở nên cung kính với em như thế? Lê Hồng Ngọc tò mò hỏi, chúng ta là khách, ông ấy làm kinh doanh, nếu chúng ta có thể trả tiền thì tất nhiên ông ta phải lịch sự rồi. Khách hàng là thượng đế. Lê Uy Long không biết làm thế nào để giải thích về chiếc thẻ rồng tối cao cho Lê Hồng Ngọc, anh đành phải nói như vậy. Cô cảm thấy mọi thứ không đơn giản như lời em nói. Cô giáo trầm ngâm, nhưng cô cũng không hỏi thêm về chiếc thẻ của Uy Long nữa. Lát sau các món ăn nhanh chóng được đưa lên, ba người bắt đầu bữa trưa hơi muộn, sau khi ăn xong, Lê Uy Long và Thiên Thành đưa cô giáo về nhà. Trên đường về nhà Lê Hồng Ngọc, Lê Uy Long thấy một ngân hàng bên đường liền yêu cầu Thiên Thành dừng xe lại. Anh muốn rút một số tiền biếu cô giáo của mình, nhìn cô giáo phải vất vả bán trái cây bên đường, anh biết rằng cuộc sống của cô ắt hẳn phải rất khó khăn và tồi tệ, vì vậy anh muốn tặng cho cô một khoản tiền nhỏ giúp đỡ cô trong thời gian này. Thiên Thành dừng xe, Lê Uy Long nói với Lê Hồng Ngọc. Cô Dung, cô ngồi trong xe với Thiên Thành đợi em một lát nhé. Em sẽ rút một ít tiền và quay lại ngay. Được rồi, em đi đi. Lê Hồng Ngọc không biết mục đích rút tiền của Lê Uy Long lúc này. Nếu cô mà biết ý định của anh nhất định cô sẽ ngăn người học trò này lại. Thế là Lê Uy Long ra khỏi xe và vào ngân hàng để rút tiền. Uy Long rút 200 triệu đồng và quay trở lại xe.
anh không vội đưa tiền cho Lê Hồng Ngọc mà dự định sẽ đưa nó cho cô sau khi đến nhà cô. Cô Dung, khi Lương Tuấn Thịnh làm Kiều Vi phải nhảy khỏi tòa nhà, hắn ta đã đủ 18 tuổi chưa? Lê Uy Long hỏi sau khi đã lên xe. Sao em lại hỏi điều này? Lê Hồng Ngọc thấy hơi lạ. Cô không biết tại sao Lê Uy Long lại đột nhiên hỏi câu này. Em chỉ muốn chắc chắn, nếu vào lúc gây ra vụ việc, hắn ta đã đủ 18 tuổi thì hắn ta đã là một người trưởng thành và hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc làm của hắn. Lê Uy Long nói, cậu ta đã 18 tuổi cách đây rất lâu rồi. Ham chơi, lười học nên cậu ta phải lưu ban liên tục. Năm cuối cấp mà cậu ta phải đúc lại tới 3 lần, tới giờ cũng chưa thể vào đại học được. Năm đó cậu ta 19 tuổi còn bây giờ phải hơn rồi. Lê Hồng Ngọc thở dài. Ra vậy, Lê Uy Long cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Lương Tuấn Thịnh đã qua tuổi vị thành niên. Lê Uy Long, liệu em có gặp rắc rối với Lương Tuấn Thịnh không? Lê Hồng Ngọc lo lắng hỏi. Cô là giáo viên của Lê Uy Long nên cô biết rất rõ tính cách cương trực của cậu học trò này. Nếu không vì tính cách ấy thì chắc chắn Uy Long đã không tính toán với lũ người ít tuổi như Lương Tuấn Thịnh. Chắc chắn là không đâu ạ. Tất nhiên, Lê Uy Long sẽ không gây rắc rối cho Lương Tuấn Thịnh. Anh ta sẽ chỉ giết hắn ta mà thôi. Không muốn nói tiếp chuyện này, Lệ Uy Long thay đổi chủ đề cô Dung. Cô cũng không còn quá trẻ nữa, cô đã có bạn trai chưa ạ? Chưa, nhưng tại sao em lại hỏi đến chuyện này? Lê Hồng Ngọc lúng túng nói. Cô phải nhanh lên chứ. Học sinh của cô thì đã kết hôn rất nhiều rồi mà cô giáo của họ thì vẫn độc thân thì sao được? Không phải cô muốn sống một mình cả đời đấy chứ? Lệ Uy Long cười nói với cô giáo. Chỉ là cô chưa gặp đúng người thôi. Đến cả học sinh mà còn phải lo lắng chuyện đó cho cô thì không phải em thực sự nghĩ không ai thèm lấy cô đấy chứ. Lê Hồng Ngọc cười to. Đúng lúc này, Thiên Thành nhìn thấy qua gương chiếu hậu một chiếc xe tải đang đuổi theo đằng sau, có kẻ bám theo chúng ta. Nếu kẻ nào muốn bán mạng cho chúng ta thì cứ để chúng đến. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Được, Thiên Thành đáp lời và tiếp tục lái xe. Lê Hồng Ngọc nghe nói có một chiếc xe tải bám theo sau thì giật mình quay đầu nhìn lại. Sẽ không có vấn đề gì nếu không phải cô nhìn thấy trong xe tải có một gã đầu chọc. Trời ơi, gã bai đầu chọc, hắn đang bám theo chúng ta. Vẻ hoảng hốt hiện lên rõ ràng trên gương mặt cô giáo. Bai đầu chọc là ai? Lê Uy Long hỏi. Hắn là một đại ca khét tiếng ở khu này, chuyên đi bắt nạt những người yếu thế. Lúc nãy cô quên chưa nói với em rằng đám giang hồ mà em đã xử lý sáng nay khi chúng đang đánh cô là anh em, đồng đảng của tên bai đầu chọc này. Chắc chắn chúng đã ghi lại biển số xe của em để tìm cách trả thù. Làm sao bây giờ đây? Lê Hồng Ngọc vô cùng lo lắng. Cô Dung, cô đừng sợ, có em ở đây thì chúng không thể nào đụng tới cô được đâu. Lê Uy Long nói nhẹ nhàng. Em đừng cố gắng đối đầu với chúng. Chúng vô cùng hung dữ, ai ai trong khu này cũng sợ. Chúng rất đông lại hung hãn, độc ác, làm sao em có thể chống lại được? Lê Hồng Ngọc càng nói càng lo lắng hơn. Lê Uy Long bất lực không biết phải nói gì. Làm sao anh có thể chống đỡ được? Một tổ chức xã hội đen khét tiếng như bang hổ báo còn bị anh đánh bại hoàn toàn thì một bai đầu chọc có gì đáng phải lăn tăn. Tuy nhiên nhìn sự hốt hoảng hiện trên khuôn mặt của cô giáo, anh không nỡ làm cô lo lắng thêm nữa. Vì vậy anh liền nói với Thiên Thành, đừng để cô giáo của tôi phải lo sợ nữa. Anh hãy tìm cách cắt đuôi bai đầu chọc đi. Được rồi, cô Dung, hãy ngồi vững. Thiên Thành tăng tốc ngay khi anh dứt lời. Một lúc sau, anh ta đã thoát được sự bám đuổi của bai đầu chọc. Lê Hồng Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn ta không thể đuổi kịp chiếc xe của Lê Uy Long. Lúc này, Lê Uy Long nhìn thấy một trung tâm mua sắm lớn bên cạnh, liền nói với Thiên Thành, anh hãy vòng xe qua phía trung tâm thương mại và đỗ ở đó chờ tôi một lát. Sao em lại dừng lại? Cô giáo lo lắng, vừa bỏ xa được bọn bai đầu chọc không biết Uy Long lại muốn dừng ở trung tâm thương mại làm gì. Chương 141 bi kịch. Em muốn vào trung tâm thương mại để mua một vài thứ. Lê Uy Long nói, em định mua gì? Lê Hồng Ngọc hỏi. Em không thể đến nhà cô tay không được. Em muốn mua chút quà cho hai bác. Lê Uy Long trả lời. Không, không, em không cần mua quà gì đâu. Lê Hồng Ngọc xua tay. Không sao đâu, em sẽ đi một lát thôi rồi sẽ quay trở lại. Lê Uy Long không muốn đến nhà cô giáo của mình mà không mua chút quà cho bố mẹ cô. Khi đang còn học tại trường trung học số 1 Nam Giang, Lê Hồng Ngọc thường đưa anh về nhà ăn cơm vào cuối tuần. Bố mẹ cô luôn rất ân cần và tử tế với anh nên lâu ngày gặp lại, Uy Long muốn mua một món quà tặng hai bác. Có thể nói rằng trong lòng Uy Long, Lê Hồng Ngọc vừa là cô giáo lại vừa như chị gái của anh. Anh xem bố mẹ cô như bố mẹ của mình vậy.
Một lúc sau, Thiên Thành đã đỗ xe vào bãi giữ xe của trung tâm thương mại. Lệ Uy Long bước ra và vào quầy đồ ăn mua một vài hộp sữa dành cho người cao tuổi. Anh nhanh chóng trở lại xe rồi ba người tiếp tục về nhà cô giáo. Tất nhiên Lệ Uy Long hoàn toàn có khả năng tặng những món quà đắt tiền hơn cho bố mẹ cô, nhưng vào lúc này những món quà đó hoàn toàn không phù hợp. Sau này sẽ còn cơ hội tặng hai bác những món quà như thế. Đến cầu thang khu chung cư, Thiên Thành và Uy Long mang theo gói quà bước vào nhà cùng với cô giáo. Ngay khi bước vào nhà, Lệ Uy Long đã thấy mẹ của Lê Hồng Ngọc, bà Bạch Liên đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Bác, cháu Uy Long đến thăm bác. Lệ Uy Long đặt gói quà lên bàn và nhanh nhẹn bước tới trước mặt người phụ nữ. Tuy nhiên dường như bà không hề nghe thấy lời Lệ Uy Long nói. Bà không hề nhìn vào anh, chỉ lẩm bẩm trong miệng những câu nói lặp đi lặp lại. Con gái tôi vô tội, làm sao ông có thể sa thải nó? Con tôi đã chăm chỉ cống hiến cho ngôi trường này trong suốt bao nhiêu năm, ông không thể đuổi nó đi như vậy được, đồ dã thú. Dừng lại đi, làm ơn thả ông ấy ra. Những câu nói lặp đi lặp lại chứng tỏ bà đã hoàn toàn mất trí. Lệ Uy Long bàng hoàng, tại sao bác gái lại trở nên như thế này? Lệ Uy Long quay sang hỏi Lê Hồng Ngọc. Sau khi cô bị sa thải và bố cô gặp tai nạn, bà bắt đầu điên loạn và trở nên như thế này. Đôi khi tỉnh táo, đôi khi lại mất trí như vậy. Lê Hồng Ngọc buồn bã nói. Lệ Uy Long đột nhiên có một linh cảm không lành, anh nghiêm túc hỏi Lê Hồng Ngọc chuyện gì đã xảy ra với bác trai. Bố cô bị đánh trọng thương phải nằm bệnh viện, tới hôm nay ông vẫn phải nằm điều trị ở đó. Cô giáo nói xong liền bật khóc. Cái gì, bác bị đánh đến mức trọng thương? Lệ Uy Long bị sốc. Đúng vậy, Lê Hồng Ngọc nghẹn ngào. Kẻ nào đã làm điều đó? Lệ Uy Long giận dữ hỏi. Đến lúc này anh mới biết tại sao cô giáo của mình lại bị ép tới mức phải bán trái cây dọc đường. Cô thất nghiệp, cha bị thương nặng trong bệnh viện và mẹ cô lại bị rối loạn tâm thần. Mẹ cô đang ở đây. Cô sợ nhắc đến ông bà sẽ không chịu nổi. Lê Hồng Ngọc nói. Ánh mắt Lệ Uy Long bừng bừng sát khí. Nhìn vào ánh mắt đó của cậu học trò, Lê Hồng Ngọc không dám nói cho Uy Long biết về kẻ thủ ác. Bởi vì hắn quá mạnh. Cô sợ rằng Lê Uy Long sẽ không dằn được sự căm hận của mình mà tìm cách trả thù chúng. Nhìn vẻ mặt thất thần của bác gái, Lê Uy Long tạm thời không hỏi về chuyện đó nữa. Bác, cháu là Lê Uy Long. Bác có còn nhớ cháu không? Lê Uy Long bước đến trước mặt bà Bạch Liên và hỏi nhẹ nhàng. Lê Uy Long nào, bà dường như đã hoàn toàn mất trí nhớ. Cháu là học sinh của cô Dung. Ngày trước cháu vẫn thường đến nhà bác ăn cơm, bác có nhớ không? Lệ Uy Long kiên nhẫn nói, à, hình như ta nhớ ra rồi, cháu là Lệ Uy Long, cháu là lứa học sinh đầu tiên của Lê Hồng Ngọc phải không? Có vẻ như bà đã khôi phục được ít nhiều trí nhớ. Vâng, đúng là cháu, Lệ Uy Long vui mừng khôn xiết khi thấy bà đã nhớ ra mình. Hiện tại đôi khi bà vẫn bình thường, thỉnh thoảng lại mất trí. Lệ Uy Long, tại sao cháu lại ở đây? Bà Bạch Liên hỏi, cháu đến đây để thăm bác. Lệ Uy Long mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Vậy thì nhanh chóng ngồi xuống đây đi, cháu đừng đứng mãi như thế. Lúc này bà lại nhanh nhẹn như một người bình thường. Vâng, Lệ Uy Long đành ngồi xuống. Còn đây là ai? Bà Bạch Liên nhìn sang Thiên Thành và hỏi. Cậu ấy là đồng đội của cháu, Thiên Thành. Lệ Uy Long giới thiệu. Xin chào bác, cháu là Thiên Thành. Thiên Thành vội vàng chào bà Bạch Liên. Chào cháu, ngồi xuống, tất cả đều ngồi xuống. Bà mỉm cười trìu mến nhìn hai người đàn ông to lớn trước mặt. Cảm ơn bác. Thiên Thành cũng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Mọi người trò chuyện một lúc thì bà lại tiếp tục rơi vào trạng thái mất trí nhớ như ban đầu. Bà lại lặp đi lặp lại những câu nói lúc nãy. Lệ Uy Long vô cùng đau lòng khi nhìn bà như thế. Một người bác tốt bụng, hiền lành lại bị dồn ép tới mức trở nên điên loạn bởi những kẻ mất nhân tính ngoài kia. Anh thực sự khó kìm nén sự căm giận đang trào dâng trong lòng. Cô Dung, cô hãy ra ngoài ban công một lát. Em muốn biết chi tiết những việc đã xảy ra trong thời gian qua. Lệ Uy Long nhìn cô giáo và thẳng thắn nói. Vậy thì em phải hứa với cô trước, rằng em sẽ không tìm đến chúng mà chuốc lấy rắc rối thì cô mới nói với em. Không muốn chứng kiến cậu học trò của mình xảy ra bất trắc nên cô giáo đành nêu ra điều kiện trước. Được rồi, em hứa với cô rằng em sẽ không gây rắc rối cho chúng. Lệ Uy Long đành nhượng bộ, chắc chắn rồi. Không những anh không bao giờ gây rắc rối cho chúng mà anh còn muốn chúng phải đền tội cho những gì chúng đã gây ra. Lê Hồng Ngọc do dự một lát rồi mới trả lời. Đó chính là gã bai đầu chọc lúc nãy đã bám theo xe của chúng ta. Tại sao bọn chúng lại đánh bác?
Lê Uy Long hỏi rành rọt, cô giáo rơm rớm nước mắt khi nhớ lại những việc đã qua. Sau khi Kiều Vi nhảy xuống từ tầng 3 tòa nhà, cô bị chúng đem ra thí mạng và bị đuổi việc ngay sau đó. Bố cô không chấp nhận được điều vô lý này. Ông đã mang đơn thư đến rất nhiều phòng ban của các cấp thẩm quyền. Vì muốn đòi lại công bằng cho cô và cô bé Kiều Vi, ông đã đắc tội tới một số kẻ có liên quan trong vụ việc. Cách đây nửa tháng, khi bố và mẹ cô đi chợ, bất ngờ bị một nhóm người cầm dao và gậy xông tới bao vây. Mặc dù bố cô đã cố gắng chống trả nhưng tất nhiên ông không phải là đối thủ của bọn chúng. Cuối cùng chúng đánh ông tới mức trọng thương. Mẹ cô cũng có mặt tại hiện trường và phải chứng kiến cảnh bố cô bị đánh đập nặng nề. Từ đó bà trở nên điên loạn. Đến đây thì cô nghẹn ngào nấc lên thành tiếng và không thể nói thêm được nữa. Uy Long cố gắng dằn cơn thịnh nộ trong lòng mình xuống. Không ngờ trong thành phố này, ngoài bang hổ báo, vẫn còn những kẻ tàn ác, hà hiếp dân lành như bai đầu chọc. Chương 142 kế hoạch của Lê Uy Long. Nhưng anh cũng biết rằng vấn đề này rất phức tạp và liên quan đến nhiều thế lực. Bai đầu chọc chỉ là kẻ đánh thuê, chắc hẳn phải có ai đó đứng đằng sau chuyện này. Cô Dung, cô đừng quá buồn, em sẽ tìm cách giúp cô giải quyết vấn đề này. Lê Uy Long an ủi. Em có giải pháp nào sao? Lê Hồng Ngọc hỏi, nhưng trong lòng không dám kỳ vọng quá nhiều. Em sẽ giúp cô khôi phục vị trí giáo viên của mình, để cô có thể trở lại bục giảng một lần nữa và khiến cho tất cả những người liên quan đến chuyện này phải bị trừng phạt. Lê Uy Long quả quyết nói. Đừng làm liều, em không cần phải lo cho công việc của cô. Lê Hồng Ngọc nhắc lại một lần nữa. Cô thực sự lo lắng rằng sẽ có điều gì đó không may xảy ra với Lê Uy Long nếu anh còn tiếp tục lấn sâu vào việc này. Trước mắt cô không cần lo nghĩ về nó. Bây giờ em đang có khoảng 200 triệu ở đây. Cô có thể sử dụng nó trước, và đừng ra ngoài bán hoa quả rong nữa. Lê Uy Long vừa nói vừa đưa cho Lê Hồng Ngọc số tiền mà anh vừa rút từ ngân hàng lúc nãy. Trời đất, em lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Lê Hồng Ngọc kinh ngạc thốt lên. Gần đây em có tiết kiệm một số tiền riêng. Lê Uy Long nói, vậy đây là số tiền em đã vất vả tích cóp, cô không thể nhận nó được. Lê Hồng Ngọc nói, cô Lê, cô là giáo viên đáng kính nhất đối với em. Nếu không có sự dạy dỗ chỉ bảo của cô, sẽ không có Lê Uy Long ngày hôm nay. Bây giờ cô đang gặp rắc rối, hãy để em được làm tròn bổn phận của một người học trò. Lê Uy Long nói, nhưng, cô đã không thể giúp em có một tương lai tốt đẹp, bây giờ em chỉ là một người con rể mà thôi. Lê Hồng Ngọc buồn bã nói. Lê Uy Long hoàn toàn không nói nên lời. Bây giờ anh vẫn đang giấu Lê Hồng Ngọc danh tính thật của mình, làm sao có thể giải thích cho cô ấy hiểu đây? Khi Lê Uy Long học xong trung học, anh được nhận ngay vào một trường đại học danh tiếng, nhưng anh đã kiên quyết gác sách bút sang một bên để gia nhập quân đội. Sau đó, với nhiều thành tích nổi bật, Uy Long đã trở thành Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia. Dĩ nhiên là Lê Hồng Ngọc không hề biết những điều này. Cô Dung, dù sao, lúc đó cô đã rất tử tế với em. Bây giờ cô cũng đang thiếu tiền, mẹ cô lại đang bệnh, bố cô phải nhập viện, cô thì không có việc làm, em biết là cô thực sự rất cần tiền để chữa trị cho họ. Số tiền ít ỏi này, xin cô hãy nhận lấy, nếu không thì lương tâm của em sẽ day dứt không yên. Lê Uy Long nói, đúng là hiện giờ Lê Hồng Ngọc rất cần tiền. Nghe những lời của Lê Uy Long, cô cảm động nói, được, vậy số tiền này coi như cô đã mượn từ em. Sau này, khi cô có tiền, nhất định sẽ trả lại đầy đủ. Được rồi. Vậy thì cô cầm lấy nó đi. Tất nhiên, Lê Uy Long không hề đòi hỏi Lê Hồng Ngọc phải trả lại tiền, giờ anh chỉ muốn cô nhận số tiền này trước. Nếu cô ấy thực sự trả lại tiền trong tương lai, anh cũng sẽ không lấy. Cảm ơn, Uy Long. Lê Hồng Ngọc nói một cách biết ơn. Cô không cần phải khách sáo như vậy, cô Dung, chúng ta là thầy trò mà. Cô cứ cảm ơn em hoài như vậy cảm giác thật xa cách quá, Lê Uy Long nói với vẻ hóm hỉnh. Sau đó... Hai người quay trở lại phòng khách và tiếp tục trò chuyện. Cô Dung, em vẫn còn một số việc quan trọng cần phải làm. Bây giờ em phải quay về trước, nhưng em sẽ đến bệnh viện để thăm chú vào ngày mai. Lê Uy Long nói, không phải là anh không muốn đến bệnh viện để thăm cha của Lê Hồng Ngọc ngay, mà là bởi vì anh thực sự đang có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Được, đi đường cẩn thận nhé. Có thời gian thì cứ ghé qua đây, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Lê Hồng Ngọc mỉm cười nói. Vâng, tạm biệt cô, em sẽ quay lại sớm thôi. Lê Uy Long nói và cũng mỉm cười đáp lễ. Tạm biệt, cô giáo Lê. Thiên Thành thấy Lê Uy Long chuẩn bị rời đi, anh cũng nói lời tạm biệt với Lê Hồng Ngọc. Tạm biệt, Lê Hồng Ngọc lúc này cũng đang có chút bận rộn, vì vậy cô không níu giữ Lê Uy Long và bạn anh lâu thêm nữa.
Sau đó hai người nhanh chóng rời đi. Sau khi xuống cầu thang và lên xe, Lệ Uy Long nói với Thiên Thành, gia đình cô ấy đang bị chèn ép. Cậu hãy giúp tôi điều tra xem ai đã ra chỉ thị cho bai đầu chọc đánh bố cô ấy. Vâng, Thiên Thành đáp. Có vẻ như vẫn còn rất nhiều thế lực đen tối ở thành phố Quốc Hòa này, nhưng đoàn thanh tra của chúng ta lại không có nhiều nhân lực. Rất khó để thi hành công việc chỉ với hai người, tôi và cậu. Lệ Uy Long cau mày nói. Anh Long, vậy kế hoạch của anh là gì? Thiên Thành hỏi. Tôi định sẽ điều động một nhóm đặc vụ tới đây tham gia cùng với chúng ta, như vậy chúng ta có thể ra chỉ thị bất cứ lúc nào. Chỉ cần điều tra ra những thế lực xấu xa này và tất cả bè lũ đứng sau bọn chúng, chúng ta sẽ bắt giữ chúng ngay lập tức. Lệ Uy Long quả quyết nói. Được, tôi sẽ sắp xếp cho một đội đặc vụ đến đây ngay. Thiên Thành nói. Cậu không cần phải huy động quá nhiều người, chỉ cần chọn 20 đặc vụ ưu tú nhất, những người đã trải qua nhiều trận chiến và dày dạn kinh nghiệm ấy. Lệ Uy Long nói. Bây giờ, băng hổ báo đã bị xóa sổ, anh cảm thấy rằng không cần thiết phải huy động đến sư đoàn tác chiến nữa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ để cho sĩ quan Lưu chọn giúp chọn 20 đặc vụ giỏi nhất. Thiên Thành nói. Ngoài ra, một trong những bác sĩ quân y giỏi nhất cũng phải được gửi đến đây. Tôi muốn họ chữa trị cho bố mẹ cô giáo và cô nữ sinh Kiều Vi kia. Lệ Uy Long nói, anh ta đã nghe Lê Hồng Ngọc nói rằng tình trạng của Kiều Vi rất nghiêm trọng, có thể bị tàn tật suốt đời, vì vậy anh muốn nhờ bác sĩ quân y giỏi nhất thử điều trị cho cô ấy. Hơn nữa, cha của Lê Hồng Ngọc cũng đang bị thương nặng. Còn mẹ cô thì bất thường về tinh thần, vì vậy một bác sĩ quân y nên được đưa đến để chữa trị cho họ. Vâng, Thiên Thành nói. Trương gia đã bị hủy diệt. Sau khi người của chúng ta đến, hãy để họ kiểm tra số tài sản của gia đình họ Trương đó, cũng như những tài sản bất hợp pháp của băng hổ báo, tất cả chúng sẽ được sung vào kho bạc thành phố. Uy Long nói, được, tôi sẽ sắp xếp nó ngay lập tức, Thiên Thành nói. Sau khi nhận được lệnh của Lê Uy Long, Thiên Thành bắt đầu gọi cho Lưu Bảo Kim và yêu cầu anh ta chọn ra 20 đặc vụ tài giỏi nhất và một bác sĩ quân y có kỹ năng tốt nhất để đến thành phố Quốc Hòa. Sau đó, anh lái xe đưa Lệ Uy Long trở về biệt thự. Trở về căn biệt thự trên đồi mây, Lệ Uy Long thấy Nguyễn Tú Hằng đang đóng gói quần áo và máy tính xách tay của mình. Cô đang làm gì vậy? Lệ Uy Long ngạc nhiên hỏi. À, tôi định sẽ quay trở về căn chung cư của mình, Nguyễn Tú Hằng nói. Cô đang sống rất tốt ở đây. Tại sao đột nhiên lại phải trở về nhà? Lệ Uy Long bối rối hỏi. Tôi đã làm phiền anh và Nhược Mai quá lâu rồi, tôi xấu hổ lắm. Nguyễn Tú Hằng nói. Trong một thời gian dài, cô đã sống ở đây, và cô luôn ngủ chung với Chu Nhược Mai. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai quá nhiều. Do đó, cô quyết định rời khỏi biệt thự và trở về căn nhà thuê của mình. Nguyễn Tú Hằng không phải là người quá khó hiểu. Cô ấy cảm thấy Chu Nhược Mai đã chấp nhận Lê Uy Long từ lâu, qua tất cả những màn thể hiện xuất sắc của anh ấy gần đây. Mối quan hệ giữa hai người đang biến chuyển tốt dần lên. Nếu cô còn tiếp tục sống ở đây, điều đó sẽ là cản trở rất lớn với hai người họ. Cô không có làm phiền gì cả. Nếu cô bỏ về lúc này, Nhược Mai sẽ cô đơn lắm. Lê Uy Long nói. Không phải Nhược Mai vẫn có anh sao? Làm sao cô ấy cô đơn được chứ? Nguyễn Tú Hằng nói. Cô ấy không thể nằm chung với tôi vào ban đêm. Nếu cô rời đi, cô ấy sẽ phải ngủ một mình, như vậy chẳng phải sẽ rất cô đơn sao? Lệ Uy Long nói. Ôi trời ơi anh ngốc của tôi, anh đúng là tên đần mà. Không, ý tôi là, anh là một người đàn ông, quá ngay thẳng đấy. Cô ấy là vợ của anh. Hai người sẽ còn sống với nhau đến hết cuộc đời cơ. Chẳng lẽ hai người định ngủ riêng cả đời à? Nguyễn Tú Hằng giận dữ nói. Thầm cảm thấy Lệ Uy Long này đúng là hết thuốc chữa. Lệ Uy Long cũng rất bất ngờ khi nghe điều này và hỏi lại, vậy tôi nên làm gì mới được? Ôi trời, anh đúng là hết thuốc chữa. Không có gì ngạc nhiên khi tôi nghe người ta nói rằng anh thậm chí vẫn là trai tân. Anh đã kết hôn được 3 năm, Nhược Mai là con gái, cô ấy ngại nên dĩ nhiên sẽ không chủ động. Còn anh đường đường là một người đàn ông, chẳng lẽ anh cũng không biết cách chủ động sao? Nếu anh cứ ngồi đó mà chờ một cô gái chủ động, thì cứ chuẩn bị tinh thần làm trai tân cả đời đi. Nguyễn Tú Hằng nói và nhìn Lệ Uy Long với ánh mắt vô vọng. Lệ Uy Long thoáng đỏ mặt khi Tú Hằng nói, có phải tất cả các tiểu thuyết gia đều có thể nói chuyện tự do như vậy không? Cái gì đây, anh còn đỏ mặt nữa. Nguyễn Tú Hằng không nói nên lời khi thấy khuôn mặt của Lệ Uy Long đỏ bừng. Cô đã nói ra những chuyện tế nhị như vậy, tôi có thể không đỏ mặt sao? Lệ Uy Long cảm thấy mình như một học sinh ngu ngốc đang được giáo viên khai sáng. Trời ạ,
anh là chồng của bản thân tôi. Tôi không muốn Nhược Mai yêu quý của mình phải làm quá phụ suốt đời, vì vậy tôi mới nói với anh những điều này. Gần đây tôi thấy anh đã thể hiện phong độ rất tốt và có lẽ Nhược Mai cũng cảm thấy như thế. Nhất là sau đám cưới của hai người và những việc anh làm để báo thù cho cha mình cũng như bảo vệ Nhược Mai. Đây chính là cơ hội vàng để cho anh làm mấy chuyện mà đàn ông và phụ nữ vẫn hay làm đấy. Nguyễn Tú Hằng nói xong, khuôn mặt bỗng đỏ bừng. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng tôi tự biết phải làm chuyện đó như thế nào. Lê Uy Long nói, nghĩ đến việc chủ động lẻn vào phòng của Chu Nhược Mai ngay giữa đêm, tim anh bỗng đập thình thịch, tự hỏi liệu cô ấy có từ chối mình không. Anh là một người đàn ông sinh lý hoàn toàn bình thường, và anh đã 26 tuổi, vì vậy dĩ nhiên anh cũng có nhu cầu của bản thân. Chu Nhược Mai lại quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ, nếu anh nói rằng không muốn làm chuyện này với cô ấy, thì đó chắc chắn là một lời nói dối. Nếu anh đã tự biết cách làm chuyện đó thì tốt, giờ tôi sẽ quay về nhà mình và trả lại thế giới riêng cho hai người. Hãy hành động tối nay luôn đi, làm mọi việc nên làm giữa chồng và vợ. Đừng trì hoãn thêm nữa. Nguyễn Tú Hằng quả quyết nói, xem ra cô ấy cũng bạo miệng thật. Chương 143 gợi ý của Tú Hằng. Cô nói chuyện cũng thoải mái thật đấy. Sao có thể nói huỵch tuệt ra như vậy chứ? Lê Uy Long nói, tôi đã dè dặt lắm rồi. Nếu tôi không nói rõ ràng hơn một chút, liệu tên đần như anh có hiểu ra được không? Nguyễn Tú Hằng nói, vậy tôi nghe cô và hành động tối nay luôn. Lê Uy Long nói, khuôn mặt nóng bừng khi nghĩ đến chuyện này. Tốt, nên thế. Sau khi anh và Chu Nhược Mai gạo nấu thành cơm, tôi sẽ đến nhà hai người ở lại vài ngày sau. Nguyễn Tú Hằng nói, được rồi, vậy thì cô đi đường cẩn thận đấy. Sau khi được Nguyễn Tú Hằng giác ngộ, Lê Uy Long không muốn giữ cô ấy ở lại nhà riêng của mình quá lâu nữa. Rốt cuộc, nếu cô ấy sống ở đây sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống vợ chồng của anh và Nhược Mai, hơn nữa cũng mang lại rất nhiều bất tiện cho chính cô ấy. Gì đây, mới đó mà anh đã vội vã đuổi tôi đi rồi à? Nguyễn Tú Hằng giận dữ nói. Đây không phải là những gì cô muốn sao? Có gì sai khi tôi nói như vậy chứ? Lê Uy Long nói một cách ngây thơ. Tôi muốn rời đi, nhưng không phải bây giờ. Nguyễn Tú Hằng nói. Hả, không phải bây giờ. Vậy thì là lúc nào? Chính cô vừa bảo tôi nên hành động tối nay, rồi bây giờ lại bảo không muốn đi. Rốt cuộc cô có ý gì? Lê Uy Long thực sự không hiểu nổi người phụ nữ kỳ lạ này. Đừng lo. Tôi không định xen vào chuyện hành sự của anh đâu. Nhưng ít nhất tôi cũng phải đợi cho đến khi Nhược Mai đi làm về đã, để thông báo cho cô ấy chuyện tôi sẽ rời đi. Nếu không, Nhược Mai sẽ nghĩ là tôi bị anh đuổi đi mất. Nguyễn Tú Hằng nói, hóa ra là chuyện này, vậy hãy đợi cho đến khi cô ấy đi làm về. Lệ Uy Long cũng cảm thấy rằng những lời của Tú Hằng rất có lý, và ngừng thúc giục cô. Sau đó, Nguyễn Tú Hằng tiếp tục đóng gói đồ đạc của mình. 2 giờ sau, Chu Nhược Mai tan làm và trở về biệt thự. Nhược Mai, cuối cùng cậu cũng đã về. Nguyễn Tú Hằng mừng rỡ khi thấy Chu Nhược Mai đã trở lại. Cuối cùng, cảm giác như thể cậu đã chờ tớ rất lâu ấy nhỉ? Chu Nhược Mai ngạc nhiên nói. Ừ, đúng là tớ đã chờ đợi cậu rất lâu. Tú Hằng nói. Có chuyện gì sao? Cậu chờ tớ về để nói chuyện gì à? Chu Nhược Mai hỏi. Thì, tớ đang chờ cậu trở về để nói lời tạm biệt. Nguyễn Tú Hằng nói dè dặt. Lời tạm biệt á, cậu định đi đâu sao? Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi. Tớ muốn quay trở về nhà riêng của mình. Tú Hằng trả lời. Hả, nhưng, tại sao tự nhiên lại? Chu Nhược Mai kinh ngạc thốt lên. Thì bởi vì tớ không muốn ảnh hưởng đến thế giới riêng của cậu và Uy Long, tớ định sẽ quay trở về căn chung cư để sống một thời gian. Tú Hằng bình thản nói. Cái gì mà thế giới riêng của hai người chứ? Tớ và cậu chính là thế giới hai người mà. Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Mặc dù chúng ta là bạn thân, nhưng người có thể sống với cậu cả đời là Lê Uy Long cơ, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị chia cách, vì vậy tốt hơn hết là tớ nên rời đi ngay bây giờ. Nguyễn Tú Hằng nói, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Tớ không hiểu, Chu Nhược Mai nói với khuôn mặt đỏ bừng. Cô dĩ nhiên đã hiểu ý của Tú Hằng, nhưng cô cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó. Đừng giả vờ với tớ, tớ biết cậu hiểu rõ ý tớ mà. Vừa nãy tớ đã giáo huấn Lê Uy Long một bài rồi. Tớ nói với anh ta rằng hai người đã kết hôn được 3 năm, nhưng vẫn chưa viên phòng lần nào. Nhưng trong thời gian này, cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện, tớ nghĩ cậu đã hoàn toàn chấp nhận anh ta rồi, vì vậy nên đừng kéo dài thời gian thêm nữa. Nguyễn Tú Hằng nói, nghe lời người bạn nói, khuôn mặt của Chu Nhược Mai càng trở nên nóng bừng. Trong khoảng thời gian gần đây,
cô quả thực đã nghĩ khác rất nhiều về Lê Uy Long và hết sức ngưỡng mộ anh ấy. Đặc biệt là sau đám cưới đó, rồi cả khi cô bị bắt cóc, Lê Uy Long đã một mình đến giải cứu cô, những chuyện đó đã khiến cô vô cùng cảm động và từ lâu đã âm thầm chấp nhận anh rồi. Nhưng cũng trong thời gian này, Nguyễn Tú Hằng luôn có mặt ở đây nên dù cô có muốn bật đèn xanh cho Lê Uy Long cũng không được. Từ khi nào mà cậu trở nên nhiều chuyện như vậy hả? Hay là cậu giận vì phải bỏ thời gian chăm sóc tớ, nên không thể rảnh rỗi tìm bạn trai bên ngoài? Chu Nhược Mai nói với vẻ đỏ mặt, Lê Uy Long không ở trong phòng khách vào lúc này, nhưng đã trốn trong phòng trước khi Chu Nhược Mai trở về. Anh đã đoán được rằng Nguyễn Tú Hằng chắc chắn sẽ tiếp tục nói về chủ đề này với Nhược Mai, và anh đã rất xấu hổ khi nghe nó. Do tớ chưa gặp đúng người thôi, Lê Uy Long thực sự là một người đàn ông rất tốt. Cậu phải mau chóng nắm bắt cơ hội này mà gạo nấu thành cơm với anh ấy đi. Nếu không, cứ ngồi đó đợi cho đến khi anh ta bị người phụ nữ khác quyến rũ thì đừng có mà khóc hối hận đấy. Nguyễn Tú Hằng quả quyết nói, tớ thấy hôm nay đầu óc cậu thực sự có vấn đề rồi. Cậu uống nhầm thuốc gì à? Tại sao lại đột nhiên nói với tớ những điều này? Chu Nhược Mai phụng phịu. Thật ra, tớ đã muốn nói điều đó từ lâu rồi. Thấy cậu cứ kéo dài như thế này, tớ rất lo lắng cho cậu. Vừa nãy tớ cũng đã nói chuyện này với Lê Uy Long rồi. Phần còn lại như thế nào tùy cậu quyết định đấy. Nguyễn Tú Hằng nói, cái gì, cậu còn nói với anh ấy nữa sao? Tại sao cậu lại có thể nhiều chuyện như vậy? Khuôn mặt của Chu Nhược Mai lại đỏ ửng. Tớ đang làm điều này vì cậu đấy. Tớ cũng bảo anh ta hãy bảo hành động ngay tối nay rồi. Nếu anh ta có ý này thật, nhớ đừng khóa cửa đấy. Tú Hằng tinh nghịch nói và khẽ nháy mắt. Trời, chấm. Cậu thực sự đã nói với anh ấy chuyện này. Được lắm, Nguyễn Tú Hằng, cậu đang cố gắng phản bội tớ có phải không? Chu Nhược Mai nói với vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận. Hai, thì bởi vì tớ muốn cậu mau chóng có con với anh ấy để có thể tiếp tục chơi với tớ. Ha ha, Tú Hằng bất chợt cười lớn. Tớ không muốn nói chuyện này với cậu nữa, cậu là cái đồ vô tâm. Chu Nhược Mai đã quá xấu hổ và không dám nhìn thẳng mặt cô bạn thân nữa. Nhược Mai, để tớ nói cậu nghe. Lê Uy Long là người ngay thẳng đứng đắn, nhưng anh ấy vẫn là một người đàn ông có sinh lý bình thường, nếu cậu không cho anh ấy cơ hội, anh ta sẽ đi tìm một người phụ nữ khác bên ngoài đấy. Lúc đó thì cậu có thể làm gì nữa? Nguyễn Tú Hằng nói và bắt đầu nghiêm túc trở lại. Hừ, anh ta dám làm thế sao? Nếu vậy tớ sẽ không bao giờ tha thứ. Chu Nhược Mai quả quyết nói. Ha ha, nghe cậu nói vậy là đủ thấy cậu quan tâm đến người ta như thế nào rồi. Nếu là trước đây, cậu hẳn đã lờ chuyện này đi và không thèm quan tâm. Nguyễn Tú Hằng nói và cười tủm tỉm. Cậu thật phiền phức, cậu thực sự muốn quay trở về nhà để sống một mình sao? Chu Nhược Mai hỏi. Tất nhiên đó là sự thật, tớ đã đóng gói tất cả đồ đạc rồi. Bây giờ mà tớ không về nhà sống riêng, thì đến bao giờ cậu mới chịu cho tớ một đứa cháu trai chứ? Tú Hằng nói. Chu Nhược Mai lại đỏ bừng mặt, cô không muốn thảo luận vấn đề này với Nguyễn Tú Hằng thêm nữa. Vì vậy cô hỏi để đánh trống lảng, vấn đề là bây giờ cậu có dám sống một mình trong nhà riêng không? Tất nhiên tớ dám, băng hổ báo đã bị xóa sổ, tớ có gì phải sợ nữa chứ? Tú Hằng thản nhiên nói, trước đây chính là do cô bị bắt cóc đến câu lạc bộ Wonderland bởi người của băng hổ báo, nên cô mới kinh sợ và đề nghị đến sống cùng Chu Nhược Mai. Nhưng giờ đây toàn bộ băng đảng đó đã bị xóa sổ ở thung lũng Ngạc Na, không còn ai có thể đe dọa cô nữa. Tất nhiên cô có thể yên tâm sống một mình. Vậy, cậu định bao giờ rời đi? Chu Nhược Mai đã bị Nguyễn Tú Hằng thuyết phục phần nào và cũng muốn được cùng với Lê Uy Long hạnh phúc trong thế giới hai người. Cô nam quả nữ sống trong cùng một biệt thự, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hơn nữa, hai người vốn đã có những tình cảm nhất định với nhau. Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra mà, bây giờ cậu thậm chí không thể đợi thêm nữa nên muốn đuổi tớ đi à? Nguyễn Tú Hằng mỉm cười tinh nghịch. Cậu nhiều chuyện quá nên tớ đang muốn đuổi đi đây. Chu Nhược Mai giả vờ tức giận và nói. Chà, xem ra tớ đã quyết định đúng đắn nhỉ. Đó thực sự là một bước đi khôn ngoan đấy. Chắc là cậu cũng đã nghĩ về chuyện này nhiều lần rồi, nhưng vì tớ cứ sống ở đây nên đã ảnh hưởng đến hai người. Nguyễn Tú Hằng nói, Lê Uy Long đâu rồi, anh ấy đã về chưa? Chu Nhược Mai không muốn thảo luận thêm về chủ đề này với Tú Hằng. Anh ấy đã về từ lâu rồi, giờ chắc đang ở trong phòng. Nguyễn Tú Hằng nói, anh ấy đang ở trong phòng. Vậy khi chúng ta nói những chuyện này, liệu anh ấy có nghe thấy không? Chu Nhược Mai ngượng chín mặt, thật xấu hổ khi để Lê Uy Long nghe được những gì Nguyễn Tú Hằng vừa nói. Trời,
đến lúc này rồi cậu còn sợ cái gì nữa? Chuyện tương tự, về cơ bản tớ đều đã nói với anh ấy. Nhờ có tớ giác ngộ cho nên có vẻ cuối cùng anh ta đã hiểu ra rồi. Anh ta đã gần 30 tuổi, đâu thể cứ bảo bọc như một cậu bé được. Nguyễn Tú Hằng nói, chương 144 lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đừng nói về chuyện này nữa, tớ sẽ bảo anh ấy nấu ăn, rồi sẽ đưa cậu về sau khi chúng ta ăn tối. Chu Nhược Mai nói, ok, cậu vẫn còn nhớ đến cái bụng rỗng của tớ, xem ra cậu vẫn còn một chút lương tâm. Dù sao, đêm hãy còn dài, cậu vẫn còn nhiều thời gian nên bữa tối này có là gì đâu nhỉ? Nguyễn Tú Hằng nói, nếu cậu dám nói mấy chuyện linh tinh nữa, tớ sẽ đuổi cậu đi ngay lập tức đấy. Chu Nhược Mai tức giận nói. Nguyễn Tú Hằng lè lưỡi, thay đổi khuôn mặt và ngừng chọc cười Chu Nhược Mai. Những gì cô ấy muốn nói về cơ bản đã được thực hiện, và phần còn lại tùy thuộc vào Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Uy Long, anh ra ngoài ngay được không? Chu Nhược Mai nghĩ rằng Lê Uy Long có thể đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa cô và Nguyễn Tú Hằng trong phòng mình, vì vậy cô hét lên giận dữ. Mặc dù hiệu ứng cách âm của căn phòng rất tốt, nhưng thính giác của Lê Uy Long còn tốt hơn. Tất nhiên anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai cô gái. Từ cuộc trò chuyện, anh nhận ra Chu Nhược Mai có vẻ đã bị Nguyễn Tú Hằng thuyết phục, anh thực sự có một chút phấn khích ở trong lòng. Mặc dù Chu Nhược Mai không bao giờ thừa nhận, nhưng Uy Long biết các cô gái vẫn thường tâm khẩu bất tuân. Vì vậy, nghe thấy tiếng Nhược Mai gọi mình từ bên ngoài, anh ta lập tức mở cửa và đi ra. Anh có thể nấu vài món gì đó để Tú Hằng ăn tối không? Cô ấy còn phải về nhà nữa nên hãy làm nhanh chút. Chu Nhược Mai nói, Lê Uy Long sững sờ. Dường như Chu Nhược Mai lúc này còn mong Tú Hằng rời đi hơn cả anh nữa. Anh có nghe tôi nói gì không thế? Chu Nhược Mai bất giác đỏ mặt khi nghĩ rằng Lê Uy Long có thể lẻn vào phòng mình tối nay. Được rồi, tôi sẽ làm ngay đây. Uy Long cũng muốn sớm đưa Nguyễn Tú Hằng đi, liền ngay lập tức đi vào bếp để nấu ăn. Chấm. Sau bữa tối, Chu Nhược Mai tự lái xe đưa người bạn thân Nguyễn Tú Hằng về nhà. Lê Uy Long đã đi tắm ngay sau đó và ngồi đợi Chu Nhược Mai trở về. Sau khi Chu Nhược Mai đưa Tú Hằng về nhà riêng, cô cũng không nán lại quá lâu, và vội vã quay lại biệt thự ngay lập tức. Khi Nhược Mai trở về biệt thự, cô thấy Lê Uy Long, người vừa mới tắm xong, đang ngồi yên lặng trong phòng khách xem TV. Thế giới hai người này bất ngờ khiến cô cảm thấy hơi không quen, và cô vội vã bước vào phòng mình mà không hề nói lời chào. Sau khi vào phòng, cô cũng bắt đầu đi tắm. Bởi vì đêm nay rất có thể sẽ là lần đầu tiên của cô và Lê Uy Long, nên cô phải khiến cho bản thân mình sạch sẽ và quyến rũ nhất có thể. Còn Lê Uy Long khi thấy Chu Nhược Mai vừa trở về đã lập tức đi vào phòng mà không nói gì. Tim anh đập thình thịch, tự hỏi cô ấy có ý gì. Lặng lẽ lên phòng mình ngay khi trở về nhà, có phải vì cô ấy ngượng? Hay cô ấy đang cố tình gợi ý rằng sẽ đợi anh trong phòng? Lê Uy Long đã suy nghĩ về điều đó khá lâu, và cảm thấy rằng Chu Nhược Mai hẳn là đang gợi ý cho anh vào trong phòng riêng của cô ấy. Nghĩ đến những lời Nguyễn Tú Hằng nói lúc nãy rằng anh cần phải chủ động như một người đàn ông thực sự, Lê Uy Long đã có thêm can đảm và nhanh chóng bước đến cửa phòng Chu Nhược Mai. Khi đến nơi, Uy Long không dám bước vào ngay, nhưng đã gõ cửa trước. Lúc này, Chu Nhược Mai vẫn đang tắm bên trong, nghĩ về việc Tú Hằng xúi giục Lê Uy Long lẻn vào phòng, trái tim cô đập rộn ràng. Ngay khi Nhược Mai đang hồi hộp, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, và cơ thể cô bỗng trở nên run rẩy. Điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Đừng gõ cửa nữa, anh muốn nói gì thì nói đi. Chu Nhược Mai nói nhát gừng. Mặc dù trong lòng cô rất muốn Lê Uy Long vào phòng nhưng vì thẹn thùng nên cô vẫn nói những lời trái ngược với suy nghĩ. Nhược Mai, không phải hôm trước em đã nói nếu tôi giúp Chu gia có được hợp đồng thì em sẽ làm điều đó với tôi một lần nữa sao? Đã đến lúc em thực hiện lời hứa của mình chưa? Lê Uy Long không thể nghĩ ra được một lý do gì khả dĩ để gõ cửa nên đành nói ra chuyện lời hứa lần trước của Chu Nhược Mai. Anh đi ra đi, Chu Nhược Mai buột miệng, ngại ngùng và tức giận nên những lời cô nói càng ngày lại càng xa suy nghĩ thực trong lòng. Lê Uy Long toát mồ hôi đầm đìa, đã lấy hết can đảm ra để gõ cửa, nhưng anh không ngờ lại nhận được một câu trả lời lạnh lùng như vậy từ cô vợ của mình. Nhưng Uy Long không muốn bỏ cuộc, vì vậy anh gắng hết sức bình sinh nói vọng vào, em đang làm gì vậy? Đang tắm sao? Đây là lần đầu tiên trong đời Lê Uy Long nói ra những lời mang hàm ý nhạy cảm như vậy. Chu Nhược Mai đang tắm trong phòng, nghe thấy câu hỏi của anh ta liền thẹn thùng không biết để đâu cho hết. Không ngờ Lê Uy Long, kẻ luôn thật thà và trung thực lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy.
Làm thế nào mà Lê Uy Long này hôm nay lại trở nên táo bạo và tự tin như thế? Không lẽ tối nay cô thực sự phải chung giường với anh ta sao? Ừ thì, tôi, đang tắm. Anh có giỏi thì vào thử xem. Chu Nhược Mai giả vờ thách thức. Cô cảm thấy gợi ý của mình đã quá đủ rõ ràng. Một kẻ ngốc nhất trên đời cũng có thể hiểu được hàm ý của cô trong câu nói đó. Lê Uy Long nghe thấy giọng điệu thách thức của cô vợ thì vui mừng không tưởng. Chắc chắn đó chỉ là một sự khiêu khích của một người phụ nữ đang thẹn thùng mà thôi. Nếu anh không đi vào thì anh thực sự là đồ đầu đất. Hơn nữa, Chu Nhược Mai đã nói rằng cô ấy đang tắm. Nếu còn không đi vào lúc này thì còn cơ hội nào phù hợp hơn để đi vào nữa? Đi tắm, có nghĩa là cô ấy không mặc quần áo, thế thì chuyện đó sẽ xảy ra một cách rất tự nhiên. Nghĩ về những việc tiếp theo sẽ xảy ra với Chu Nhược Mai, tim của Lê Uy Long đập thình thịch. Vị tướng dũng mãnh trên sa trường cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo lắng. Đối với loại chuyện này, Lê Uy Long thấy còn khó xử lý hơn gấp vạn lần so với khi phải đối mặt với hàng ngàn kẻ thù trên chiến trường. Có vẻ như tối nay anh sẽ thực sự vượt qua được rào cản này và chinh phục được trái tim của cô vợ bé nhỏ. Uy Long biết rằng bước đầu là bước khó khăn nhưng cũng là bước quan trọng nhất. Người ta thường bảo, đầu xuôi thì đuôi lọt, miễn là lần đầu được thực hiện trơn tru thì những lần sau không phải là việc gì khó khăn nữa. Nghĩ về điều này Lê Uy Long không thể không cảm thấy vô cùng phấn khích. Vui mừng hơn chiến thắng một trận chiến. Vì vậy, Lê Uy Long một tay nắm nắm cửa, đang định mở cửa và bước vào phòng của Chu Nhược Mai. Đột nhiên giọng nói của Chu Nhược Mai tiếp tục vọng ra từ bên trong, anh mà dám vào khi tôi chưa cho phép thì thử xem tôi sẽ xử lý anh thế nào. Lê Uy Long sững sờ, cánh tay khựng lại, như thế này là thế nào? Không lẽ những gì anh vừa suy đoán hoàn toàn chật lất? Thực tế thì, Chu Nhược Mai đột nhiên nghĩ rằng mình đã bóng gió gợi ý quá lộ liễu nên cô càng thẹn thùng và xấu hổ, vì vậy ngay lập tức thêm một câu chữa thẹn. Rõ ràng cô đang tắm, nếu để Lê Uy Long vào phòng lúc này, liệu có phải là cô quá bạo dạn không? Ngay cả khi cô muốn dành điều đó cho anh ta thì cũng cần phải làm từng bước một và không nên quá sỗ sàng, đường đột như thế. Lê Uy Long do dự ở ngoài cửa một lúc lâu mà không dám bước vào. Ngàn quân anh không sợ, nhưng anh sợ vợ Chu Nhược Mai. Anh cảm thấy rằng với một người phụ nữ xinh đẹp và trong trắng như Chu Nhược Mai, anh không nên xông vào phòng một cách đột ngột như thế và càng không thể hành động quá vội vàng. Thật tuyệt nếu anh có thể làm điều đó tối nay, nhưng nếu cô ấy chưa sẵn sàng thì anh cũng cần để cô ấy có thêm thời gian và chờ đợi một cơ hội nào đó trong tương lai. Một ngày nào đó anh nhất định sẽ vượt qua được rào cản này. Vì vậy Lê Uy Long nói, được rồi, vậy em cứ từ từ, tôi không làm phiền nữa. Nói xong, Lê Uy Long thẫn thờ quay lại ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Chu Nhược Mai hụt hẫng, nghe tiếng chân của Uy Long xa dần. Cô không khỏi có chút thất vọng đồng thời cũng rất bực mình. Hắn ta không phải là một người đàn ông sao? Sao lại vì mấy câu nói của mình mà sợ hãi như thế? Cô thầm nghĩ, tuy nhiên Chu Nhược Mai lại nghĩ, có thể Lê Uy Long rời đi là vì thực sự muốn cô từ từ mà tắm thật. Vậy thì nhất định anh ta sẽ quay lại. Nếu anh ta thực sự vào phòng cô bây giờ thì cô xấu hổ chết mất. Vậy không vào bây giờ sẽ tốt hơn. Chương 145 tìm ra sự thật. Thế thì ưu tiên hàng đầu bây giờ là tắm gội sạch sẽ, thơm tho đã. Rồi mọi chuyện ắt sẽ từ từ mà đến. Lúc này, tại nhà họ Lương. Khi Lương Trọng đi làm về, ông ta thấy bà vợ, Diễm Châu, đang an ủi đứa con trai độc nhất đang khóc lóc, Lương Tuấn Thịnh. Tại sao con lại khóc lóc như thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Lương Trọng hỏi. Bố ơi, con bị đánh. Lương Tuấn Thịnh mặt mũi sưng vác, nhòe nhoẹt nước mắt, cất tiếng nói bằng một giọng khác thường. Vì đã nếm đòn của Lê Uy Long trong nhà hàng Grand Hyatt, mấy chiếc răng, gồm cả răng cửa của hắn cũng bị văng ra ngoài nên giọng điệu của Lương Tuấn Thịnh lúc này thật vô cùng kỳ quái. Kẻ nào lại dám to gan đánh con? Lương Trọng sửng cổ ngay lập tức. Là gã con rể ô xin nổi tiếng của gia đình họ Chu, Lê Uy Long, đã đánh con. Lương Tuấn Thịnh giấm dứt khóc. Lê Uy Long, tại sao hắn ta lại đánh con? Lương Trọng hỏi. Thực tế thì ông ta không hề biết Lê Uy Long trước đó. Nhưng đám cưới giật gân làm rung chuyển cả thành phố Quốc Hòa và buổi lễ phúng điếu hoành tráng ở Nghĩa Trang Minh Thọ hai ngày trước đã cho ông ta biết về Lê Uy Long, một tên con rể ăn hại nổi tiếng trong thành phố. Hôm nay con đến khách sạn Grand Hyatt để ăn trưa với một số người bạn và tình cờ gặp lại giáo viên chủ nhiệm cũ của con là Lê Hồng Ngọc. Cô ta và Lê Uy Long cũng đến đó ăn. Lê Uy Long đã buộc con phải quỳ xuống trước mặt Lê Hồng Ngọc để thừa nhận sai lầm của mình.
Con thà chết chứ nhất định không chịu làm nên hắn đã đánh con tới khi con răng con gần như rụng hết, Lương Tuấn Thịnh gào lên khóc thật to. Tất nhiên, hắn sẽ không đề cập đến chuyện đã xúc phạm cô giáo cũ của mình như thế nào đến mức cô giáo phải tức giận phản kháng, cũng như tránh tầm quan trọng của vấn đề, nói rằng Lê Uy Long buộc hắn ta phải quỳ xuống và thừa nhận sai lầm của hắn. Tại sao Lê Uy Long lại buộc con phải quỳ xuống và cúi đầu trước Lê Hồng Ngọc để thừa nhận sai lầm của con? Lương Trọng tiếp tục hỏi. Lê Uy Long cũng là học sinh của Lê Hồng Ngọc, khóa đầu tiên cô ta dạy. Hắn hẳn đã nghe Lê Hồng Ngọc nói về việc Kiều Vi nhảy khỏi tòa nhà làm cô ta bị đuổi việc nên mới buộc con phải quỳ xuống và cúi đầu trước Lê Hồng Ngọc. Lương Tuấn Thịnh rền rĩ khóc. Lương Trọng nghe xong ngẫm nghĩ một lúc lâu. Ông ta nghe nói hai ngày trước, Vũ Hải và hơn 10.000 binh sĩ không rõ nguồn gốc đã tham gia vào lễ phúng điếu người cha nuôi của Lê Uy Long. Vậy thì lai lịch của Lê Uy Long này chắc chắn không hề đơn giản. Vậy tại sao con không quỳ xuống và thừa nhận sai lầm của mình? Lương Trọng hỏi. Bố ơi, địa vị của bố trong thành phố Quốc Hòa này cao đến thế nào? Là con trai của bố, làm sao con có thể quỳ xuống cúi đầu xin lỗi một người phụ nữ đã bị đuổi việc như thế? Nếu con quỳ xuống thì còn đâu là mặt mũi của bố nữa? Hơn nữa nếu con thừa nhận lỗi lầm của mình thì chẳng phải là con đã thừa nhận việc Kiều Vi nhảy ra khỏi tòa nhà là do con sao? Điều đó cũng có nghĩa là thừa nhận bố đã bí mật ra lệnh cho Lê Hồng Ngọc bị đuổi việc. Vì vậy con thà chết còn hơn đầu hàng hắn. Lương Tuấn Thịnh nói hùng hồn. Con nói rất đúng, con đã làm một việc vô cùng đúng đắn. Con thật xứng đáng là con trai của ta. Lương Trọng khen ngợi. Anh, Lê Uy Long đã đánh con trai của chúng ta thành ra thế này. Anh nhìn xem. Cả hàm răng của con gần như rụng hết. Anh phải có trách nhiệm đòi lại công bằng cho con và trừng phạt Lê Uy Long làm sao cho bỏ. Nếu không, em thật không thể nuốt trôi cơn giận này. Diễm Châu giận dữ nói. Vâng, bố ơi, răng của con rụng hết mất rồi. Xấu thế này làm sao con dám ra ngoài gặp ai? Làm sao con có thể đi tìm hiểu ai để cưới một người vợ về sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường cho Lương gia chúng ta nữa? Lương Tuấn Thịnh càng nói càng giả vờ khóc to. Hắn khóc vì hàm răng của hắn giờ gần như gãy hết. Ở tuổi này, răng đã rụng thì làm sao mà mọc lại, chỉ có thể trồng lại cả hàm mới được. Hắn càng nghĩ càng căm hận trong lòng. Tôi sẽ sớm dọn dẹp sạch sẽ hắn sau khi tôi điều tra thêm về hắn. Nhất định hắn sẽ phải lãnh một bài học thích đáng. Lương Trọng nói một cách quyết liệt. Hôm nay Lê Uy Long đã triệu tập một cuộc họp đột xuất với những yếu nhân trong thành phố, nhưng Lương Trọng không được gọi đến tham dự. Vì vậy hắn không biết rằng Lê Uy Long hiện tại đang là trưởng đoàn kiểm tra của ban tổ chức trung ương. Tuy nhiên, từ đám cưới giật gân và lễ tưởng niệm hoành tráng ở thành phố Quốc Hòa hai ngày trước đó của Lê Uy Long, hắn đã lờ mờ cảm thấy rằng Lê Uy Long chắc chắn không phải là một người bình thường. Lê Uy Long chỉ là một gã con rể ăn bám, vô tích sự của nhà họ Chu thì anh còn cần điều tra gì thêm về hắn nữa? Diễm Châu tức giận hỏi. Em không hiểu chuyện này đâu. Khi nào xong xuôi thì tôi sẽ nói. Tôi tự có cách riêng của mình về chuyện này, em đừng xen vào mà gây thêm rắc rối cho tôi. Lương Trọng nói. Lúc này, tại biệt thự Đồi Mây, Chu Nhược Mai cuối cùng cũng tắm xong và ngồi xuống bên giường. Cô đang đợi, đợi Lê Uy Long gõ cửa lần nữa. Còn Lê Uy Long, bị Chu Nhược Mai đuổi về phòng khách, vừa chán nản lại vừa ngồi không rảnh rỗi, đột nhiên anh nhớ tới người cha nuôi Dương Văn Đoàn. Uy Long nghĩ tới các camera ẩn được lắp đặt trong phòng khách của biệt thự để phòng kẻ cắp vào nhà. Muốn nhìn lại hình ảnh của người cha, anh liền mở những video giám sát từ các camera này xem cha mình đã sống như thế nào trong khoảng thời gian anh phải ra chiến trường chiến đấu. Những ngày đầu, anh thấy cha mình đã có một thời gian sống vui vẻ. Sau đó, Tô Ánh Tuyết bắt đầu quấy rối và hành hạ ông, bắt ông dọn dẹp vệ sinh hoặc làm hết việc này đến việc khác. Dương Văn Đoàn luôn làm việc chăm chỉ, nhưng Tô Ánh Tuyết lại tìm đủ cách để hạch sách và bắt nạt ông. Khi ăn hạt dưa, bà ta cố tình vứt vỏ xuống đất và bắt ông phải dọn dẹp cho mình. Khi uống nước, bà ta cố tình đổ nước tràn lan trên mặt đất và yêu cầu ông phải lau khô và nhiều điều tai quái, vô lý khác nữa. Chân ông tàn tật vậy mà ông không được lấy phút nghỉ ngơi, phải phục vụ, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa suốt cả ngày. Lê Uy Long sững sờ vì tức giận, anh không ngờ cha mình lại phải sống nhẫn nhục, chịu đựng như vậy ở nhà trong suốt thời gian anh phải ra chiến trường chiến đấu. Thậm tệ hơn, một đêm Tô Ánh Tuyết còn bắt cha anh phải đổ nước rửa chân của bà ta. Rồi bà ta còn cố tình hất đổ chậu nước bắt ông phải lau sạch nước trên sàn, nếu không sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Cha anh không thể chịu đựng thêm được nữa vì vậy ngay đêm đó ông đã bỏ đi khỏi ngôi biệt thự.
Những thước phim bày ngay trước mắt làm cơn giận trong lòng Lê Uy Long sôi trào. Anh không ngờ lần này Tô Ánh Tuyết lại quá đáng như vậy. Có nghĩa rằng chính bà ta đã đuổi bố mình đi. Uy Long xem lại thời gian trên video và thấy rằng đêm Dương Văn Đoàn bị Tô Ánh Tuyết đuổi ra khỏi nhà cũng chính là đêm ông bị bọn Trương Minh Chí và Băng Hổ Báo đánh đập đến chết trong công viên. Vậy là chính vì bị Tô Ánh Tuyết đuổi ra khỏi nhà nên giữa đêm cha anh mới phải lang thang bên ngoài để rồi ông mới gặp đám Trương Minh Chí và bị giết chết. Chẳng trách từ ngày anh trở về từ chiến trường phía Tây, Tô Ánh Tuyết luôn sợ sệt, lúng túng, không dám đối diện với anh và bà ta cũng tự nguyện rời khỏi biệt thự và trở về Chu gia sống. Lúc đó, anh cũng cảm thấy lạ, làm sao một người phụ nữ tham lam như Tô Ánh Tuyết lại có thể dễ dàng, chủ động rời khỏi biệt thự. Hóa ra bà ta sợ vì cái lương tâm tội lỗi của bà ta. Lê Uy Long càng nghĩ càng tức giận vô cùng. Anh không thể ngờ được rằng cha mình lại bị chính mẹ vợ anh vũ nhục hàng ngày rồi đuổi đi khiến ông bị đánh đến chết. Vậy mà Chu Nhược Mai không hề thú nhận với anh về chuyện đó. Cô đã cố tình giấu giếm sự thật cho mẹ của cô. Lê Uy Long không ngờ Chu Nhược Mai, người phụ nữ anh yêu nhất, lại lừa dối anh vì một người mẹ đáng ghét. Công ơn của cha anh lớn lao như núi. Cha nuôi Dương Văn Đoàn chính là ân nhân lớn nhất đời của Lê Uy Long. Vì vậy anh thực sự không thể chấp nhận sự thật rằng người cha ấy đã bị gián tiếp giết chết bởi Tô Ánh Tuyết. Không có nơi nào để chút cơn giận trong lòng, Uy Long giận dữ bước về phía phòng của Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai ngồi trên giường và chờ đợi một lúc lâu. Không thấy bất kỳ một động tĩnh nào từ Lê Uy Long, cô dần trở nên tức giận. Cái đổ đầu đất này, thật không thể nào ngốc hơn được nữa. Không phải anh còn muốn tôi phải ra ngoài mời anh vào phòng anh mới hiểu ý của tôi đấy chứ? Tối nay anh có định đến đây không? Nếu không, người phụ nữ này sẽ đi ngủ cho anh thấy. Nhược Mai đang mải nghĩ thì Lê Uy Long đột nhiên mở cửa. Lê Uy Long vào thẳng phòng cô mà không gõ cửa. Chương 146 hạnh phúc hóa niềm đau. Chu Nhược Mai giật mình, cơ thể mảnh mai của cô run rẩy và cô rủa thầm, gã đầu đất này. Anh, tại sao anh dám xông thẳng vào phòng tôi mà không gõ cửa? Anh không biết lịch sự là gì sao? Mặc dù thầm mắng Uy Long, nhưng thực sự trong lòng cô rất hạnh phúc. Lê Uy Long này cuối cùng cũng giống một người đàn ông, dám chủ động bước vào phòng của cô. Vậy là Nhược Mai thầm quyết định, tối nay cô sẽ đồng ý để anh ta làm điều đó. Tuy nhiên, khi ngước mắt lên nhìn Lê Uy Long một cách trìu mến, cô thấy mặt anh ta hằm hằm giận dữ. Tại sao cha tôi lại đến công viên Tử Sơn vào giữa đêm hôm đó? Lê Uy Long nhìn chằm chằm vào Chu Nhược Mai và lạnh lùng hỏi. Đây là lần đầu tiên Lê Uy Long nhìn Chu Nhược Mai với đôi mắt lạnh lùng như vậy. Cho dù trước đây Chu Nhược Mai đối xử với anh như thế nào, anh chưa bao giờ tức giận. Nhưng lần này thì khác, lần này là chuyện liên quan đến nguyên nhân cái chết của cha anh, dù đó là ai, anh cũng sẽ không tha thứ. Chu Nhược Mai bất ngờ khi nghe Lê Uy Long hỏi một câu như vậy. Nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lê Uy Long, cô run rẩy sợ hãi. Anh đã biết điều gì? Chu Nhược Mai là một người thông minh, thấy Lê Uy Long đột nhiên trở nên dữ dội với mình, cô liền đoán ra rằng hẳn anh đã biết ông Dương Văn Đoàn bị đuổi ra khỏi biệt thự. Tôi hỏi em, tại sao ông lại đến công viên Tử Sơn vào giữa đêm để rồi gặp tai nạn ở đó? Lê Uy Long lạnh lùng hỏi lại, anh muốn xem Chu Nhược Mai muốn giấu chuyện này với anh bao lâu nữa? Đúng vậy, cha đã bị mẹ tôi đuổi ra khỏi biệt thự. Chu Nhược Mai thở dài, cuối cùng cô đành phải thừa nhận khi Lê Uy Long liên tục dồn ép. Bởi vì cô biết rằng Lê Uy Long ắt hẳn đã biết điều gì đó, nếu không anh sẽ không đột nhiên tức giận và hỏi cô những câu như thế. Cô không thể che giấu chuyện này được nữa. Thay vì tìm cách tiếp tục che giấu nó, trực tiếp thừa nhận với Uy Long có khi sẽ là cách tốt hơn. Khi tôi trở về từ chiến trường phía Tây, tại sao em vẫn không nói với tôi? Lê Uy Long gầm lên. Tôi sợ anh quá nóng giận mà sẽ giết mẹ tôi, vì vậy tôi không dám nói với anh. Cảm giác tội lỗi trong lòng. Chu Nhược Mai cúi đầu xuống. Bây giờ em mới nói với tôi vẫn sẽ giết bà ấy. Lê Uy Long nói xong, lập tức quay người đi tìm Tô Ánh Tuyết để giải quyết món nợ. Chu Nhược Mai giật thót mình vì sợ hãi. Cô biết tính cách của Lê Uy Long, con người anh đã nói gì thì ắt sẽ làm y như thế. Vì vậy, nhiều người liên quan đến vụ giết cha anh đều đã chết. Lời nói của anh không phải là lời nói suông. Nhược Mai đứng bật dậy và ôm chầm lấy Lê Uy Long từ phía sau. Uy Long, anh không thể làm như thế. Em cầu xin anh, đừng giết mẹ em. Chu Nhược Mai rơi nước mắt, ôm chặt Lê Uy Long từ phía sau. Mẹ của em đã giết cha tôi không thể tha thứ cho bà.
Bất cứ ai giết bố tôi đều phải chết, Lê Uy Long nói dữ dội. Nhưng bà ấy là mẹ vợ của anh không thể giết mẹ vợ của mình. Nếu anh giết cả mẹ vợ của mình, đó là một sự bất hiếu, người khác sẽ nghĩ gì về anh? Em xin anh hãy tha cho bà ấy lần này. Chu Nhược Mai vẫn không tiếc nỗ lực để cứu mạng mẹ mình. Từ giờ trở đi, bà ấy không còn là mẹ vợ của tôi nữa. Tôi sẽ cắt đứt quan hệ với bà ta, rồi giết chết bà ta. Lê Uy Long gầm lên. Nghe những lời cay đắng của Lê Uy Long, toàn thân Chu Nhược Mai run rẩy. Cô run run cất tiếng, ý anh là, anh muốn ly dị em. Câu hỏi của Chu Nhược Mai rơi vào im lặng, Lê Uy Long sững sờ. Việc này xảy ra quá đột ngột nên anh chưa hề có sự chuẩn bị tinh thần. Cách duy nhất để cắt đứt quan hệ với Tô Ánh Tuyết là ly dị con gái của bà ta, Chu Nhược Mai. Không còn cách nào khác. Tuy nhiên, Chu Nhược Mai lại là người phụ nữ anh vô cùng yêu thương và cô cũng chính là ân nhân đã cứu mẹ anh khi cô còn nhỏ. Chu Nhược Mai vô tội. Lệ Uy Long thực sự không thể ly dị Chu Nhược Mai, vì vậy mới rơi vào tình huống khó xử. Mình có muốn ly dị cô ấy không? Lệ Uy Long đau đớn thầm nghĩ trong lòng. Uy Long, làm ơn hãy vì em là vợ của anh. Hãy tha thứ cho mẹ em lần này. Thấy Lê Uy Long im lặng, Chu Nhược Mai biết rằng anh không thể buông tay cô, anh vẫn yêu cô, vì vậy cô liền nắm lấy cơ hội và tiếp tục cầu xin cho mẹ mình. Em hãy buông tôi ra, tôi không muốn được ôm bởi con gái của kẻ đã giết cha tôi. Mặc dù Lê Uy Long không muốn ly dị Chu Nhược Mai nhưng anh vẫn rất tức giận. Em không buông, em sợ buông tay anh sẽ giết bà ấy. Chu Nhược Mai khóc và nói, nước mắt của cô chảy ướt cả lưng anh. Mẹ của em tồi tệ như thế, tại sao em lại bảo vệ bà ta như thế này? Lê Uy Long hỏi. Trong 3 năm kể từ khi kết hôn với Chu Nhược Mai, anh đã bao lần phải nhẫn nhịn Tô Ánh Tuyết bởi bà ta thường tìm đủ cách để châm biếm và sỉ nhục anh. Vì tình yêu dành cho Chu Nhược Mai anh có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng lần này, việc bà ta cố tình gây sự, tìm cách đuổi cha anh ra khỏi nhà để rồi khiến ông bị giết thì anh không thể nào chịu đựng được nữa. Trước khi vội vã đến chiến trường phía Tây, lo rằng Tô Ánh Tuyết sẽ không từ mọi thủ đoạn gây khó khăn cho cha mình, anh từng nói với Chu Nhược Mai hãy chăm sóc ông thật tốt. Nhưng cuối cùng điều anh lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Rốt cuộc bà ấy vẫn là mẹ em, máu chảy ruột mềm, dù bà ấy có tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Đây là một thực tế không thể thay đổi, và đó cũng là mối quan hệ gia đình không thể chia tay. Em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn, nếu anh muốn giết hay chém xin hãy cứ trút lên em, miễn là điều đó có thể làm anh nguôi nỗi hận thù. Em sẵn sàng nhận hình phạt thay cho bà ấy. Chu Nhược Mai thổn thức khóc. Lệ Uy Long có chút xúc động khi nghe Chu Nhược Mai nói những lời này. Thật là một cô gái tốt bụng. Cô ấy nhận về bản thân mọi trách nhiệm và để bảo vệ người mẹ độc ác đó, cô ấy vẫn sẵn sàng chấp nhận hình phạt cho bà ta. Em sai rồi. Cái chết của cha tôi đâu liên quan gì tới em. Tôi không thể trừng phạt em. Nhưng mẹ em đã giết cha tôi phải yêu cầu bà ta thanh toán món nợ đó. Lệ Uy Long nói. Tất nhiên anh biết rằng khi cha anh phải khổ sở vì Tô Ánh Tuyết, Chu Nhược Mai không ở nhà nên cô không biết. Anh cũng biết rằng khi đó Chu Nhược Mai mới bắt đầu làm việc trong tập đoàn DG. Công việc những ngày đầu bộn bề vì vậy cô không thể ở nhà để chăm sóc cha anh được. Anh hiểu tất cả những điều này, nhưng anh không thể tha thứ cho Tô Ánh Tuyết vì tất cả những sự sỉ nhục, quá quắt bà ta đối xử với cha anh và hơn hết là sự ác độc của bà ta khi tìm mọi cách để đuổi ông ra khỏi biệt thự. Nếu cha anh không bị đuổi ra khỏi biệt thự đêm đó, ông ấy sẽ không phải gặp Trương Minh Chí và đám tay chân bang hổ báo, ông sẽ không bị giết nếu không gặp phải chúng. Vậy thì lúc này ông vẫn còn sống và tận hưởng hạnh phúc tuổi già. Uy Long, hãy nghe em nói vài lời. Mặc dù mẹ em đã đuổi bố anh ra khỏi biệt thự, bà đã sai khi làm điều đó, nhưng cái chết của ông không hoàn toàn là do bà gây ra. Nó không phải là lý do trực tiếp. Chu Nhược Mai nói, ý em là gì? Em đang cố giúp mẹ mình thoát khỏi trách nhiệm để tôi có thể tha thứ cho tội ác của bà ta sao? Nếu mẹ em không đuổi bố tôi ra khỏi biệt thự, làm sao bố tôi có thể bị đánh đến chết? Lệ Uy Long đột nhiên trở nên tức giận lại. Em không có ý đó. Em muốn nói rằng cái chết của cha thực sự là do tính cách của ông mà thôi. Chu Nhược Mai nói. Là do tính cách của ông. Cha tôi chẳng lẽ lại yêu cầu mình được chết? Lệ Uy Long cố nén cơn giận của mình lại và hỏi. Không phải là ông yêu cầu. Mà chính tính cách và phẩm chất anh hùng của ông quyết định sự sống và cái chết của ông. Mặc dù ông bị mẹ em đuổi ra khỏi biệt thự, nhưng khi gặp cảnh Lâm Khánh Hoa gặp nạn, nếu ông trốn ở xa, ông không ra mặt đấu tranh vì sự công bình, thì ông sẽ không chết. Chu Nhược Mai nói, cha tôi là một cựu chiến binh,
ngay cả khi ông đã rời bỏ chiến trường thì tinh thần anh dũng của ông vẫn còn đó. Nhìn thấy sự bất bình trước mắt, làm sao ông có thể trốn tránh hòng cầu mong sự an toàn cho bản thân mình? Lệ Uy Long nghiêm khắc nói. Đúng vậy, đó là lý do tại sao em mới nói rằng cái chết của ông là do tính cách của ông. Cha là một anh hùng xứng đáng với sự ngưỡng mộ của tất cả chúng ta. Đó là lựa chọn của riêng ông ấy. Anh không nên mãi đau buồn và dằn vặt về cái chết của ông như vậy. Em hãy suy nghĩ kỹ lại, rằng nếu không phải chính mẹ em đã đuổi cha tôi ra khỏi nhà thì ông đã không bắt gặp cảnh Lâm Khánh Hoa bị bắt cóc kéo lên xe. Nếu ông không xuất hiện kịp thời và giải cứu Lâm Khánh Hoa thì cuộc đời cô bé chắc chắn đã bị hủy hoại hoàn toàn dưới tay Trương Minh Chí. Chương 147 dạn nứt. Chuyện này, dù sao cũng là do kẻ xấu gây ra. Mẹ tôi đã cho cha anh cơ hội để thực thi công lý và giúp ông ấy cứu Lâm Khánh Hoa. Chu Nhược Mai đã nói tất cả những gì cô muốn nói liền trong một câu. Lệ Uy Long không nói nên lời, cũng không thể bác bỏ. Bởi vì những gì Chu Nhược Mai nói là hoàn toàn hợp lý. Mặc dù Tô Ánh Tuyết đã đuổi cha anh ra khỏi biệt thự, nhưng chính vì thế mà bà ấy đã cho cha anh một cơ hội để làm những chuyện đúng đắn. Cái chết của ông Dương thực sự không liên quan gì đến Tô Ánh Tuyết, đó hoàn toàn là vì ông ấy muốn ra tay trượng nghĩa. Nếu anh giết mẹ tôi vì điều này, cha anh trên trời chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ gì. Ông ấy chết vì ông ấy đã dũng cảm chiến đấu cho công lý. Ông ấy đã chết một cách vinh quang, nên dĩ nhiên ông ấy cũng không muốn anh giết mẹ tôi để trả thù. Với tính cách hào hiệp và rộng lượng của bố, tôi chắc chắn ông sẽ không trách mẹ tôi. Bây giờ ở trên thiên đường, bố chắc chắn cũng hy vọng rằng chúng ta có thể sống tốt. Ông ấy không muốn phá vỡ mối quan hệ của chúng ta vì cái chết của mình. Nếu anh giết mẹ tôi, cuộc hôn nhân này chắc chắn không thể tiếp tục được nữa. Chu Nhược Mai đau khổ chút hết nỗi lòng. Kể cả mẹ em không liên quan gì đến cái chết của cha tôi, nhưng bà ấy đã luôn hà khắc và đối xử tệ bạc với ông ấy, tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Lệ Uy Long giận dữ nói, mẹ tôi đúng là đã gây rắc rối cho bố nhiều lần, nhưng như thế đâu phải là phạm tội, bà ấy đâu có giết người. Trong tương lai, biết đâu bà ấy sẽ thay đổi. Chu Nhược Mai nói, được, vì em, tôi sẽ không giết bà ấy, nhưng kể từ giờ phút này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ đó. Lệ Uy Long gằn giọng nói, anh đã từ bỏ việc giết Tô Ánh Tuyết, nhưng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta. Chu Nhược Mai cũng biết rằng Lệ Uy Long sẽ không thể chấp nhận điều này trong một thời gian, nhưng chỉ cần bây giờ anh không giết mẹ cô, với cô đã là một chuyện may mắn lắm rồi. Uy Long, cảm ơn anh vì đã không giết mẹ em. Anh không nhất thiết phải tha thứ cho bà ấy, chỉ cần anh đừng giết bà. Chính em cũng đã rất tức giận khi bà ấy làm ra một việc quá đáng như thế. Thực lòng, đến bây giờ em vẫn chưa thể tha thứ cho bà, huống chi là anh, Nhược Mai thực sự biết ơn chồng mình vì đã tha chết cho mẹ cô. Lúc nãy, cô thực sự sợ rằng Lệ Uy Long sẽ lập tức đi tìm giết mẹ mình trong cơn thịnh nộ. Với tính cách của anh ấy, thật khó để tha thứ cho một người đã liên quan đến cái chết của cha mình. Việc anh chấp nhận từ bỏ ý định giết mẹ Nhược Mai cho thấy anh thực sự trân trọng cô. Giờ đây Nhược Mai cuối cùng cũng đã cứu mạng mẹ mình. Cô ấy không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vì vậy cô nói, Uy Long, chúng ta đừng đề cập đến chuyện này nữa được không? Anh đã nói muốn em thực hiện lời hứa của mình. Vậy bây giờ em sẽ chiều ý anh. Lúc này tôi đã không còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì nữa. Lệ Uy Long lạnh lùng nói. Biết được cha mình đã phải chịu đựng sự hành hạ của Tô Ánh Tuyết trong suốt thời gian ông sống ở đây và ông đã không thể yên ổn lấy một ngày, điều này khiến cho Lệ Uy Long cảm thấy vô cùng tồi tệ. Làm sao anh còn có tâm trạng để lãng mạn với Chu Nhược Mai nữa? Tuy nhiên, Nhược Mai lại đang muốn xóa tan sự thù hận trong lòng Uy Long. Cô biết cách để kiềm chế cơn giận này như một người phụ nữ. Vì vậy, Nhược Mai lặng lẽ đi từ phía sau Uy Long lên đến trước mặt anh, rồi dịu dàng vòng tay qua cổ, đứng nhón chân và chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của Chu Nhược Mai, Lệ Uy Long đột nhiên cảm thấy như bị điện giật, và đầu óc anh trở nên hoàn toàn trống rỗng. Sự thù hận trong lòng anh cuối cùng cũng đã dịu lại bằng nụ hôn của Chu Nhược Mai. Trước chuyến hành quân về chiến trường phía Tây của Lệ Uy Long lần trước, Chu Nhược Mai chỉ hôn anh một cách chớp nhoáng. Nhưng lần này, cô đã không hề buông tay trong một khoảng thời gian khá dài. Lệ Uy Long bất giác không biết nên làm gì. Cả hai lần đều là Chu Nhược Mai chủ động và cả hai người đều cảm thấy lâng lâng hồi hộp. Tuy nhiên, Lệ Uy Long hiện đang trong tâm trạng tồi tệ khi nghĩ đến việc cha mình đã bị Tô Ánh Tuyết trà đạp và đuổi ra khỏi biệt thự. Anh vẫn rất tức giận nên chỉ một lúc sau khi hôn, anh lặng lẽ đẩy Chu Nhược Mai ra. Uy Long, có chuyện gì với anh vậy?
Chu Nhược Mai đã chuẩn bị tinh thần để cho đi tất cả mọi thứ, nhưng cô không ngờ Lệ Uy Long lại đẩy mình ra trong lúc quan trọng này. Xin lỗi, tâm trạng tôi không được tốt lắm. Lệ Uy Long nói xong và lập tức rời khỏi phòng của Chu Nhược Mai. Mặc dù anh đã nói sẽ không giết Tô Ánh Tuyết, nhưng anh vẫn còn rất hận Tô Ánh Tuyết nên nhất thời chưa thể nguôi ngoai, vì vậy anh không có tâm trạng để vui vẻ với Chu Nhược Mai trong lúc này. Thấy thái độ thờ ơ này của Uy Long, Chu Nhược Mai sững sờ. Cô không ngờ rằng dù mình đã buông bỏ tất cả sĩ diện của bản thân và chủ động làm chuyện đó với Lệ Uy Long, anh vẫn không quan tâm. Chẳng lẽ là vì cô không đủ hấp dẫn? Tuy nhiên, cô cũng có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Uy Long. Bất cứ ai khi biết người cha nuôi mình hằng kính trọng đã bị bóc lột và bị đuổi đi giữa đêm khuya như vậy đều sẽ đau lòng cả thôi. Dù sao, Lệ Uy Long đã nể mặt Nhược Mai mà không giết mẹ cô, như vậy đã là may mắn lắm rồi. Vì vậy, Chu Nhược Mai không dám đòi hỏi quá nhiều, chồng cô đang có một nút thắt trong lòng và cô cần phải chờ một thời gian để nút thắt đó được gỡ bỏ. Sau khi trở về phòng, Uy Long trằn trọc trên giường rất lâu mà không tài nào ngủ được. Trong tâm trí của anh vẫn cứ hiện ra những hình ảnh Tô Ánh Tuyết đã gây khó dễ cho ông Dương như thế nào. Điều này khiến anh đau lòng khôn xiết. Tô Ánh Tuyết là mẹ vợ của anh không thể tấn công hay đánh bà ấy, điều này khiến anh rất khổ tâm. Chu Nhược Mai cũng không thể ngủ được, thái độ của Lệ Uy Long đối với cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt, khiến cô rất đau lòng. Những tình cảm vừa mới được nhen nhóm lên và chỉ một chút nữa thôi chốt ngăn cách cuối cùng sẽ được phá bỏ. Nhưng không ngờ vì sai lầm của mẹ cô mà đã để lại thêm một khoảng trống khác. Thậm chí mối quan hệ này dường như đã đứng trên bờ vực tan vỡ. Vết thương lòng này, biết đến khi nào mới có thể lành lại. Chấm chấm. Ngày hôm sau, một công văn bổ nhiệm cảnh sát Ánh Hạ làm giám đốc mới của sở cảnh sát đã được chuyển đến, và ngay lập tức, toàn bộ nhân sự trong sở cảnh sát đều nhao nhao lên như vỡ trận. Không ai có thể ngờ được rằng Ánh Hạ, một nữ đội trưởng nhỏ bé của đội cảnh sát điều tra, lại đột nhiên được bổ nhiệm làm giám đốc sở. Đặc biệt là Đỗ Xuân Dương, phó giám đốc của sở cảnh sát, ông nghĩ rằng khi Hoàng Minh Yên đã chết, thì người thích hợp nhất để ngồi vào ghế giám đốc phải là mình. Đỗ Xuân Dương không thể tin nổi việc một nữ cảnh sát như Ánh Hạ lại chiếm được vị trí đó. Như vậy đồng nghĩa với việc ông ta sẽ phải chấp nhận làm cấp dưới của cô. Chính Ánh Hạ cũng không ngờ rằng mình sẽ trở thành giám đốc. Tất cả điều này cứ như trong một giấc mơ vậy, nó không thể là thật được. Nhưng công văn bổ nhiệm thực sự đã được gửi đến từ cấp trên. Công văn này là hàng thật, và nó đang thực sự nằm ở ngay trước mắt cô. Cô không thể tự lừa dối mình được nữa. Nghĩ về những lời của Lệ Uy Long hôm trước, Ánh Hạ thực sự ngưỡng mộ tài bói toán của anh ta. Lệ Uy Long này nên ra ngoài mở một cơ sở bói toán ngay lập tức, anh ta hẳn sẽ kiếm bộn tiền. Dĩ nhiên cô không hề biết rằng thực ra Lệ Uy Long đã tổ chức một cuộc họp vào ngày hôm qua để thuyết phục ban lãnh đạo thành phố bổ nhiệm cô vào vị trí này. Những đồng nghiệp trong sở cảnh sát thấy Ánh Hạ giờ đây đã trở thành giám đốc mới thì không hài lòng chút nào, nhưng họ vẫn ra vẻ chúc mừng cô. Ngay khi Ánh Hạ trở thành giám đốc, dĩ nhiên cô không cần phải e dè nữa, ngay lập tức thực thi quyền lực của mình. Cô cho triệu tập một cuộc họp bao gồm tất cả mọi người trong sở cảnh sát, sắp xếp các nhiệm vụ, tăng cường thực thi pháp luật, tổ chức lại mạng lưới an ninh công cộng ở thành phố Quốc Hòa và điều tra cẩn thận từng vụ việc cáo trạng, cũng như các trường hợp xử án bất công trong quá khứ. Chương 148 giành lại kỷ vật. Ánh Hạ là một người có trách nhiệm và hoài bão lớn. Cô ấy từ lâu đã muốn thể hiện những tham vọng của mình, nhưng chưa từng có cơ hội cho đến ngày hôm nay. Bây giờ khi đã được chính thức nhậm chức, cô chắc chắn sẽ từ từ thực hiện những hoài bão của mình. Nếu cô giống như ngày xưa, không có quyền lực và quá rụt rè thì sẽ không bao giờ làm được những việc lớn. Ánh Hạ vừa kết thúc cuộc họp, ngay sau khi trở lại văn phòng, một trợ lý đã vội vã xuống báo cáo với cô, nói rằng Lệ Uy Long đã đến để gặp cô. Ánh Hạ rất ngạc nhiên khi biết Lệ Uy Long sẽ đến gặp mình. Cô đang định thông báo với anh rằng mình đã trở thành giám đốc mới của sở cảnh sát, nhưng cô không ngờ anh ta đã đến nhanh như thế. Nếu Lệ Uy Long đã cất công đến đây, Ánh Hạ chắc chắn phải gặp anh ta. Vì vậy cô đã yêu cầu cấp dưới của mình cho phép Lệ Uy Long trực tiếp đến văn phòng để gặp cô. Lệ Uy Long đến nơi thấy Ánh Hạ đang ngồi yên lặng trong văn phòng của giám đốc thì nói một cách hóm hỉnh, thấy rồi chứ. Tôi đã đoán thì chỉ có chuẩn thôi. Xem ra cô đã thực sự trở thành giám đốc sở cảnh sát nhỉ, chúc mừng nhé. Uy Long, tôi cũng đang định thông báo cho anh biết đây, làm sao anh có thể đoán được hay vậy? Ánh Hạ tò mò hỏi. Tôi biết bói toán mà, chỉ cần bấm vài ngón tay là biết ngay, Lệ Uy Long nói. Nếu vậy,
anh có thể xem giúp tôi xem chừng nào tôi sẽ có bạn trai được không? Ánh Hạ thản nhiên nói. Lệ Uy Long bỗng toát mồ hôi đầm đìa, tôi tưởng cô không muốn kết hôn. Tôi ghét kết hôn thật, chỉ là đang muốn thử xem anh có thực sự giỏi bói toán không thôi, sao hả, anh đoán được chứ? Ánh Hạ nói, tôi chỉ có thể đoán được những chuyện công việc, không phải là hôn nhân. Lệ Uy Long dĩ nhiên không thể đoán được khi nào Ánh Hạ có bạn trai, nên anh chỉ có thể viện cớ như vậy. Được, vậy tôi không muốn nói chuyện đó với anh nữa, bây giờ tôi đang rất bận. Mà, hôm nay anh đến tìm tôi có chuyện gì không? Ánh Hạ hỏi. Tôi đến để lấy lại đoản kiếm của mình. Lệ Uy Long nói. Sau khi anh sử dụng thanh kiếm bảo vật của cha mình để tiêu diệt thất bang sát thủ lần trước ở biệt thự, Ánh Hạ đã lao tới và lấy nó làm vũ khí. Đó là bảo vật của cha anh nhất định phải gìn giữ thật cẩn thận. Vì vậy anh đã đến tìm Ánh Hạ để lấy lại thanh kiếm, đồng thời muốn xem cô đã thực sự trở thành giám đốc sở cảnh sát hay chưa. Thanh kiếm đó của anh là hung khí giết người, tôi không thể trả lại nó cho anh được, để phòng trường hợp anh lại dùng nó để giết người một lần nữa. Ánh Hạ từ chối ngay tắp lự. Lệ Uy Long không ngờ Ánh Hạ vẫn chưa để yên cho chuyện này. Dù sao anh cũng chính là người đã giúp cô ngồi vào vị trí giám đốc này, cô ấy đâu cần qua cầu rút ván như thế chứ. Tuy nhiên, Lệ Uy Long hiểu rằng Ánh Hạ không hề biết anh là người đã bí mật giúp đỡ cô. Thanh kiếm đó thực sự là một vũ khí giết người nguy hiểm, nếu có thể sẵn sàng trả lại nó cho anh thì không giống với tính cách của cô ấy chút nào. Cô biết đấy, thanh kiếm đó là vũ khí mà cha tôi đã từng sử dụng để giết kẻ thù trên chiến trường ngày trước. Nó là di vật của cha tôi, đồng thời cũng là bảo vật của dòng họ. Tôi thực sự muốn lấy lại làm kỷ niệm, cô có thể làm ơn trả lại cho tôi không? Lệ Uy Long khẩn khoản, nhưng, tôi biết phải làm gì nếu anh lại giết người bằng con dao này một lần nữa. Chẳng phải như thế đồng nghĩa với việc tôi đã cung cấp cho anh hung khí giết người sao? Ánh Hạ cau mày nói. Không phải cô cung cấp cho tôi vũ khí, mà là đang trao trả đồ vật về đúng với chủ nhân của nó. Đây là chuyện một cảnh sát nên làm mà. Lệ Uy Long nghĩ rằng sau khi trải qua nhiều phen sinh tử với Ánh Hạ, cô sẽ có thể cởi mở với anh hơn một chút. Nhưng lúc này xem ra đối với cô ấy, Lệ Uy Long vẫn là một người dưng. Để lấy lại thanh kiếm của bố, có lẽ anh chuẩn bị phải đôi co với cô ta. Thanh kiếm của anh là một vật phẩm nguy hiểm. Giờ nó đã nằm trong tay tôi, đừng nghĩ đến việc lấy lại nữa. Ánh Hạ nói gay gắt. Sao đây, cô muốn tôi phải ra tay lấy lại nó phải không? Lệ Uy Long hỏi. Chẳng qua cũng chỉ là một thanh kiếm cùn, tôi giữ nó cũng chẳng ích gì. Tôi sẽ bán nó đi làm phế liệu. Ánh Hạ vẫn không chịu thỏa hiệp. Ấy không, đừng bán thanh kiếm của tôi. Đó là bảo vật gia truyền của gia đình tôi. Lệ Uy Long đột nhiên trở nên lo lắng. Thanh kiếm của Dương Văn Đoàn rất quan trọng đối với Lệ Uy Long. Nó không chỉ có thể phát huy hết khả năng kiếm thuật của Dương gia mà còn là một di vật do ông Dương để lại. Uy Long thực sự muốn lấy lại và giữ nó như một kỷ vật, vì vậy anh mới phải lặn lội đến đây gặp Ánh Hạ. Sau đó, Lệ Uy Long lại nói, dù sao, tôi cũng đã từng cứu mạng cô và quét sạch hơn 200 tên tội phạm giúp cô, tại sao cô không thể trả lại thanh kiếm đó cho tôi chứ? Cô cũng biết rồi đấy, bố tôi là một cựu chiến binh. Ông ấy đã từng dùng thanh kiếm này để giết kẻ thù trên chiến trường. Nó có một ý nghĩa lịch sử to lớn. Làm sao cô có thể bán một kỷ vật quý giá như thế làm phế liệu? Tôi hứa là sẽ không bao giờ sử dụng thanh kiếm này để giết người nữa. Được chưa, Lệ Uy Long chưa bao giờ phải cố gắng cầu xin ai đó như thế này trước đây. Nhưng bây giờ anh lại phải xuống nước năn nỉ Ánh Hạ trả lại thanh kiếm bảo vật của người cha nuôi. Được rồi, đừng nói nữa, anh thật phiền phức. Tôi sẽ trả lại nó cho anh được chưa? Ánh Hạ vừa mới nhậm chức và có rất nhiều việc phải giải quyết. Thấy Lệ Uy Long cứ lằng nhằng mãi vì một thanh kiếm cũ mềm. Cô bực mình đến mức đồng ý trả lại anh ta luôn, để anh ta có thể bớt nói lại. Vậy tốt quá rồi, nếu cô hứa trả lại nó cho tôi ngay từ đầu thì tôi đâu phải mất công làm phiền cô như thế. Lệ Uy Long mỉm cười. Vậy thì đi theo tôi lấy lại thanh kiếm đi, Ánh Hạ sốt ruột nói trong khi bước ra khỏi văn phòng. Chỉ một lát sau đó, Lệ Uy Long và Ánh Hạ đã quay trở lại với thanh kiếm lớn của anh trên tay. Sau khi lấy lại món kỷ vật, Lệ Uy Long cũng không muốn nán lại sở cảnh sát lâu thêm nữa, nên anh đã nhanh chóng bỏ đi. Uy Long không muốn Ánh Hạ điều tra vụ án Lương Tuấn Thịnh khiến Kiều Vi nhảy khỏi tòa nhà. Bởi vì anh đã âm thầm sắp xếp Thiên Thành đi điều tra. Vụ án này liên quan đến Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố Quốc Hòa, cô giáo cũ của anh cũng là người có liên quan. Vì vậy anh cần phải tự mình tìm cách giải quyết nó.
Lê Uy Long bước vào chiếc xe Jeep gần đó và không lái chiếc Bugatti Veyron vì anh không muốn để lộ danh tính. Anh đặt Thanh Kiến lên xe và lái về phía nhà của Lê Hồng Ngọc. Hôm nay, anh muốn cùng Lê Hồng Ngọc đi thăm Kiều Vi và cha của cô ấy. Vì hôm qua quên xin số điện thoại di động của cô giáo, nên Lê Uy Long phải đến nhà cô một lần nữa để tìm gặp. Trên đường đến nhà của Lê Hồng Ngọc, Lê Uy Long nhận được một cuộc gọi từ Thiên Thành. Anh Long, 20 đặc vụ thiện chiến và bác sĩ quân y giỏi nhất đã lên đường đi Quốc Hòa bằng máy bay và họ dự kiến sẽ đến nơi vào lúc 3 giờ chiều. Thiên Thành nói, được rồi, sau khi bác sĩ quân đội đến, hãy kêu ông ấy đến bệnh viện địa phương ngay, còn 20 đặc vụ kia thì tùy cậu sắp xếp. Việc đầu tiên cần làm là tịch thu tài sản của Trương Gia và băng hổ báo. Lê Uy Long nói, vâng, tôi hiểu, Thiên Thành nói. Chấm chấm. Lê Hồng Ngọc không biết rằng Lê Uy Long sẽ đến vào hôm nay. Lúc này, cô ấy đang cất 200 triệu đồng mà cậu học sinh cũ đưa hôm qua trong túi sách của mình, sau đó đi xuống cầu thang. Cô cảm thấy không an toàn khi giữ một số tiền lớn như vậy trong nhà và cũng quá nguy hiểm khi mang nó trên người. Cô dự định sẽ gửi số tiền này vào ngân hàng trước, sau đó mới đi gặp bố và Kiều Vi trong bệnh viện. Nhà cô ấy tương đối xa, và không có chuyến xe buýt nào đi qua khu đó. Phải mất một chặng đường dài để đến nơi. Khi Lê Hồng Ngọc đang đi trên con đường hẻo lánh, cô bất ngờ trông thấy ba chiếc xe tải đang đi đến gần. Cô liếc mắt nhìn và thấy rằng người trong chiếc xe tải kia chính là Bai Đầu Trọc. Thấy vậy, Lê Hồng Ngọc vô cùng sợ hãi và nhanh chóng trở nên tái nhợt. Cô không thể ngờ lại đụng độ bè lũ của Bai Đầu Trọc ngay trên một con đường hẹp và vắng vẻ như thế này. Ngay khi cô đang định chạy trốn, cả ba chiếc xe tải đã phanh gấp và dừng lại ngay xung quanh cô. Sau đó, một tá người nhảy xuống từ trong ba chiếc xe tải và nhanh chóng bao vây cô. Các người đang làm gì vậy? Lê Hồng Ngọc run rẩy hỏi. Hôm qua người của tôi đã đến đòi phí bảo kê của cô. Nhưng cô không những không trả tiền mà còn làm bị thương người của tôi. Lần này để xem cô còn chạy đằng nào được, Bai Đầu Trọc bước đến và nói dữ dội. Chương 149 Những kẻ cướp ngày. Bai Đầu Trọc, đúng như tên gọi, hắn sở hữu một cái đầu cạo trọc lóc trông rất hung ác. Hôm qua, đàn em của hắn ta đã bị đánh trọng thương bởi Lê Uy Long và Thiên Thành. Bọn chúng cũng đã ghi lại biển số xe và sau đó theo dõi một thời gian, nhưng đã nhanh chóng bị Thiên Thành làm mất dấu. Bai Đầu Trọc không thể nuốt trôi cục tức này, vì vậy hôm nay hắn ta đã đích thân đưa đồng bọn đến nhà của Lê Hồng Ngọc tìm cô ấy. Nào ngờ, hắn ta lại bắt gặp cô ngay trên đường nên đã vội vã ngăn lại. Những người đã đánh đàn em của anh chỉ là những người qua đường hào hiệp. Tôi không biết họ, nếu các người có khả năng, các người có thể tự tìm thấy họ. Lê Hồng Ngọc cảm thấy rằng bọn chúng nhất định đến để điều tra tung tích Lê Uy Long, vì vậy cô đành viện một cái cớ để nói dối. Cô không biết chúng sao? Ha ha, cô định nói dối ai đây? Người của tôi đã nhìn thấy tất cả. Cô còn lên xe của chúng rồi đến khách sạn Grand Hyatt để ăn tối. Nếu cô không biết họ, tại sao còn dám lên xe của người ta? Bai Đầu Trọc cau mày nói. Khả năng nói dối của Lê Hồng Ngọc tệ đến mức cô ấy ngay lập tức bị phát hiện và không biết phải đáp trả như thế nào nữa. Nói mau, bây giờ bọn chúng đang ở đâu? Bai Đầu Trọc gằn giọng hỏi. Tôi không biết họ đang ở đâu hết, Lê Hồng Ngọc nói. Mặc dù cô biết rõ Lê Uy Long là con rể của Chu gia, nhưng cô sẽ không bao giờ khai ra chuyện này. Những tên côn đồ này quá hung ác, cô sợ chúng sẽ tìm đến Lê Uy Long để giải quyết thù riêng. Sao, không chịu nói hả? Được thôi, vậy cô hãy mau bồi thường cho đám đàn em bị đánh tơi tả này của tôi. Trả cho tụi nó tiền cháo ăn cầm hơi và cả tiền thuốc nữa, Bai Đầu Trọc bình thản nói. Tôi không có tiền, Lê Hồng Ngọc nói trong hoảng loạn. Và sau đó bỗng giấu nhẹm chiếc túi sách với 200 triệu tiền mặt ra sau lưng. Có chết cũng không thể để chúng biết cô đang giữ tiền ở đây. Ánh mắt của Bai Đầu Trọc lập tức dừng lại trên cái túi phình ra phía sau Lê Hồng Ngọc. Người có thể đến khách sạn Grand Hyatt ăn tối sao lại không có tiền được chứ, Bai Đầu Trọc nói và cười nhếch môi. Thì, là họ mời tôi. Nếu tôi có tiền, sao còn phải đi bán trái cây làm gì, Lê Hồng Ngọc nói. Mở ngay cái túi trong tay ra cho tôi xem. Hắn ta ra lệnh. Không, cái này, không thể cho các người xem được. Lê Hồng Ngọc lo sợ nói, mồ hôi bắt đầu vã ra. 200 triệu quý giá trong chiếc túi này là khoản tiền tiết kiệm cả đời của Lê Uy Long, cậu ấy đã đem tới tận tay để giúp đỡ cô còn phải dùng nó để trả tiền thuốc cho cha mình. Bây giờ tiền thuốc hãy còn chưa trả, Bai Đầu Trọc lại muốn cướp hết chúng đi, dĩ nhiên cô vô cùng lo lắng. Giật cái túi của nó, Bai Đầu Trọc không muốn nhiều lời với Lê Hồng Ngọc.
nên ngay lập tức ra lệnh. Các thuộc hạ của hắn lập tức chạy tới giật lấy cái túi trong tay cô. Lê Hồng Ngọc bất ngờ kinh hãi, bám chặt lấy chiếc túi giống như cố níu giữ cuộc sống của chính cô. Các thuộc hạ của Bai Đầu Chọc nhất thời không thể giật chiếc túi từ Lê Hồng Ngọc cho dù chúng có cố gắng giật nó như thế nào. Cứu tôi với, cướp, có cướp, Lê Hồng Ngọc cố gắng hét lên bằng giọng khản đặc trong khi vẫn đang dáng bảo vệ túi sách của mình. Thấy Lê Hồng Ngọc to mồm hét lên cầu cứu, Bai Đầu Chọc tức giận và hét lên, đánh nó bất tỉnh trước đi, sau đó hãy lấy cái túi. Đám thuộc hạ ngay lập tức đấm và đá túi bụi vào cơ thể Lê Hồng Ngọc. Những nắm đấm tàn bạo liên tiếp giáng xuống cơ thể của Lê Hồng Ngọc và cô ấy đã bị đánh gục xuống đất ngay sau đó. Tuy nhiên, cô vẫn giữ chặt lấy cái túi trên tay và không hề rời nó ra. Nhìn thấy Lê Hồng Ngọc tuyệt vọng bảo vệ chiếc túi, bọn côn đồ càng tin chắc rằng có rất nhiều tiền trong túi của cô. Chúng nhất định phải lấy được cái túi bằng mọi giá, vì vậy chúng tiếp tục đá mạnh vào người Lê Hồng Ngọc dù cô đã dường như bất tỉnh trên mặt đất. Cứu, cứu tôi với, có kẻ cướp. Lê Hồng Ngọc ngã xuống đất nhưng vẫn cố gắng kêu cứu. Nhưng một khu vực tương đối hẻo lánh như nơi này vốn rất ít người qua lại. Thỉnh thoảng cũng có một vài người đi ngang qua nhưng khi nhìn thấy Bai Đầu Chọc và nhóm tay chân hung tợn của hắn, họ đành vội vàng bỏ chạy càng xa càng tốt. Cứ thế chúng chân đá tay thụi không tiếc sức lên người cô giáo. Đá nó thật mạnh cho tao, đánh chết nó đi cũng được, chết đâu tao chịu tội đó, không phải sợ. Bai Đầu Chọc thấy Lê Hồng Ngọc đã ngã xuống mà vẫn tiếp tục kêu cứu thì vô cùng tức giận. Hắn hét to ra lệnh cho đám tay chân giang hồ của hắn đấm đá Lê Hồng Ngọc thật mạnh. Đám thuộc hạ nghe lệnh đại ca Bai Đầu Chọc liền xuống tay đánh cô giáo của Uy Long Thẩm Tệ, không màng tới sống chết của cô. Tất cả bọn chúng đều muốn làm cho Lê Hồng Ngọc bất tỉnh để mau mau giật lấy cái túi trong tay cô. Vốn chỉ là một phụ nữ yếu đuối, cuối cùng chỉ sau một lát Lê Hồng Ngọc đã bị đánh đến nôn cả ra máu và rồi cô dần lịm đi, bất tỉnh. Một tên thuộc hạ ngay lập tức giật lấy chiếc túi trong tay Lê Hồng Ngọc và đưa nó cho Bai Đầu Chọc. Hắn giật lấy, mở túi ra. Mắt hắn sáng lên vì thấy bên trong toàn những tờ tiền màu xanh mới cóng, trị giá phải tới cả mấy trăm triệu. Dám nói dối tao rằng không có tiền. Đồ khốn kiếp, Bai Đầu Chọc nguyền rủa Lê Hồng Ngọc dữ dội. Đại ca, liệu nó có chết không? Một gã thuộc hạ nói với một chút lo lắng khi thấy Lê Hồng Ngọc nằm bất động trên mặt đất. Nó chết hay sống thì mặc xác nó. Chúng ta đã có được một món béo ở đây rồi thì hãy nhanh chóng rút thôi. Bai Đầu Chọc không thèm để ý xem Lê Hồng Ngọc đã chết hay chưa. Bây giờ tiền đã có trong tay, hắn ta chỉ muốn nhanh nhanh, chóng chóng chuồn khỏi chỗ này. Hắn bước vào xe ngay lập tức. Đám tay chân cũng nhanh chóng trèo lên xe rồi vội vã lái đi. Lúc này, tình cờ Lê Uy Long đã đi tới gần nhà cô giáo. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy ba chiếc xe tải đang phóng đến gần. Lướt ngang qua chiếc xe của anh với tốc độ như tốc độ của một kẻ điên cầm lái. Khi nhìn thấy những người ngồi trong chiếc xe cuối cùng, Uy Long liền cảnh giác. Đó chính là hai tên bị anh đánh sáng hôm qua và một gã đàn ông đầu trọc. Một linh cảm đáng ngại dâng lên trong lòng Lê Uy Long. Bởi vì cách đây không xa nhà của cô giáo Lê Hồng Ngọc, những kẻ này lại đang vội vàng tháo chạy nên anh liền nghĩ đến khả năng có thể chúng đã làm gì đó với cô giáo của anh. Hôm qua những kẻ này đã bám theo xe anh nhưng đã bị Thiên Thành cắt đuôi trên đường. Chúng chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó, rất có thể chúng sẽ tìm cách trả thù cô giáo Dung. Gã đàn ông đầu chọc đó ắt hẳn là tên Bai Đầu Chọc mà cô giáo Dung đã nói. Nghĩ đến điều này, Lệ Uy Long không đuổi theo nhóm ba chiếc xe của Bai Đầu Chọc, mà vội đạp ga tăng tốc và lái về phía trước. Bởi vì điều khẩn cấp nhất là đến nhà cô giáo trước để xem cô có vấn đề gì không. Lái thêm về phía trước khoảng 300 mét. Uy Long thấy một người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất. Anh vội vã đạp phanh xe. Ngay lập tức Uy Long mở cửa xe và nhảy ra bên ngoài xem nạn nhân có vấn đề gì không. Từ xa, anh đã nhận ra người phụ nữ đang nằm trên mặt đất là cô giáo Lê Hồng Ngọc. Uy Long giật mình, không ngờ đúng là cô giáo của mình gặp tai nạn. Khi anh chạy đến bên Lê Hồng Ngọc, anh thấy quần áo của cô dính đầy dấu chân, tóc cô rối tung, mặt tái nhợt. Máu đang chảy ra từ khóe miệng và trên mặt đất vẫn còn một vũng máu đỏ tươi. Đầu anh ù lên, cô giáo của anh bị đánh đến nôn ra máu. Cô Dung, Lệ Uy Long hét lên, ngồi xổm xuống và ôm Lê Hồng Ngọc trong vòng tay. Lệ Uy Long vội vã đặt ngón tay gần mũi của cô và thở phào khi nhận thấy cô vẫn còn thở. Cô giáo Dung, có chuyện gì với cô vậy? Cô đừng làm em sợ. Lệ Uy Long ngay lập tức bế Lê Hồng Ngọc lên và chạy về phía xe của anh. Anh muốn đưa Lê Hồng Ngọc đến bệnh viện cấp cứu. Khi Lê Uy Long bế được Lê Hồng Ngọc lên xe, cô bất ngờ tỉnh dậy.
mặc dù cô vừa bị đánh đến nôn ra máu nhưng may mắn cô chỉ bị bất tỉnh tạm thời. Không, đừng lấy túi của tôi. Lê Hồng Ngọc hét lên ngay khi cô vừa tỉnh dậy. Lê Uy Long ngạc nhiên trong giây lát, tự hỏi tại sao Lê Hồng Ngọc lại hét lên những lời như vậy. Nhưng nhìn thấy cô giáo đã tỉnh lại được, anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Miễn là cô ấy ổn, mọi thứ không phải là vấn đề. Cô Dung, em, Lê Uy Long đây. Giờ cô đã an toàn rồi. Lê Uy Long nhẹ nhàng nói. Lê Uy Long, là em phải không? Tại sao em lại ở đây? Ngay khi vừa mở mắt ra, Lê Hồng Ngọc nhìn thấy Lê Uy Long xuất hiện trước mặt mình và cô sững sờ. Em vừa đi đến đây. Em định đến nhà cô để tìm cô thì lại thấy cô đang hôn mê bên đường. Em đưa cô lên xe và định đưa cô đến bệnh viện. Nói cho em biết, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lê Uy Long sốt ruột hỏi. Túi của tôi đã bị lấy mất rồi. Ôi, Lê Hồng Ngọc nhìn xuống hai bàn tay trống trơn. Cô bật khóc. Không sao mà cô, đừng khóc. Đó chỉ là một cái túi, em sẽ mua cho cô một cái khác. Lê Uy Long không nghĩ đến việc Lê Hồng Ngọc sẽ khóc vì bị cướp mất chiếc túi. Nhưng, trong chiếc túi của cô có 200 triệu mà em đã cho cô ngày hôm qua. Ôi, Lê Hồng Ngọc càng nói càng rơi nước mắt. Trong giây lát Lê Uy Long bị bất ngờ. Hóa ra 200 triệu hôm qua anh biếu cô đã bị cướp mất. Trách gì mà cô giáo của anh lại hét lên như vậy. 200 triệu đồng không đáng gì với Lê Uy Long. Anh có thể cho Lê Hồng Ngọc thêm 200 triệu đồng nếu cô bị cướp. Nhưng những kẻ đã cướp tiền của cô giáo đã đánh cô thậm tệ, đó mới là điều làm Lê Uy Long không thể nào chịu đựng được. Có phải là côn đầu chọc đã cướp của cô không? Lê Uy Long hỏi. Đúng vậy, tại sao em biết chính là chúng lấy? Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi. Khi em vừa mới đến, em thấy có 3 chiếc xe tải phóng đi rất vội vàng. Có một kẻ đầu chọc đang ngồi trong xe. Em đoán hắn ta chính là bai đầu chọc. Lê Uy Long nói, đúng vậy, cô đã bị bọn chúng cướp mất sạch tiền. Lê Hồng Ngọc buồn bã. Chúng cướp tiền thì cướp, tại sao chúng lại đánh cô tới mức hôn mê như vậy? Lê Uy Long hỏi lại, bởi vì cô cố sức giữ chiếc túi đựng tiền. Chúng không thể cướp được nó đi, nên chúng đã đánh cô như vậy, Lê Hồng Ngọc khóc. Trong lòng Lê Uy Long lẫn lộn nhiều cảm xúc, anh dĩ nhiên là tức giận bọn bai đầu chọc kia, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy rất buồn. Vì cuộc sống quá khó khăn mà cô giáo của anh phải coi tiền hơn mạng sống, cố gắng giữ chặt chiếc túi ngay cả khi bị đánh đập thậm tệ như vậy. Cô biết làm thế nào khi cuộc sống vốn đã lâm vào hoàn cảnh bế tắc cùng cực lại luôn bị bọn giang hồ, đầu gấu rình rập để cướp bóc. Nghĩ đến cảnh 5-6 gã đàn ông to lớn vây quanh đánh đập một người phụ nữ yếu đuối không thể tự vệ, Lê Uy Long tức giận đến mức sắp bùng nổ. Nếu là lúc khác anh ắt hẳn sẽ tới tận xào huyệt của chúng mà tính toán món nợ này, nhưng lúc này anh đành dằn lòng xuống. Nhẹ nhàng nói với cô giáo, cô Dung, số tiền đã bị cướp em sẽ lại cho cô. Cô đừng buồn, Lê Uy Long an ủi. Nếu còn cầm tiền của em nữa thì cô không thể nào còn mặt mũi mà nhìn em. Cô thật không muốn mất đi số tiền đó. Lúc đầu cô định mang tiền đó đi để chi trả số tiền nằm viện của cha cô. Từ ngày bị bai đầu chọc đánh đập trọng thương, ông vẫn phải nằm trong bệnh viện để điều trị. Bây giờ đến cả số tiền đó cũng bị hắn cướp đi mất thì mọi người trong nhà cô biết phải sống làm sao. Cô thật không biết phải tính thế nào. Hu hu, Lê Hồng Ngọc uất nghẹt. Càng nghe cô giáo nói, sự căm hận càng nung nấu trong lòng Uy Long. Nhất định lũ cướp ngày kia sẽ phải đền tội, phải trả giá cho những tội ác mà chúng đã gây ra. Chúng không chỉ đánh trọng thương cha Lê Hồng Ngọc, đánh cô đến nôn ra máu mà còn cướp đi số tiền mà cô coi như sinh mạng của mình. Tội ác chồng tội ác, bai đầu chọc và băng nhóm đồng đảng của hắn thực sự là ung nhọt của toàn xã hội. Không sớm thì muộn chúng sẽ gây thêm tai họa cho cô giáo của mình. Tốt hơn hết là tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng để không bao giờ còn phải lo lắng về những tai họa mà chúng gây ra. Chương 150 hy vọng. Cô Dung, đừng khóc, em sẽ giúp cô lấy lại 200 triệu đã bị cướp. Lê Uy Long nói. Anh biết rằng cách duy nhất để khiến Lê Hồng Ngọc cảm thấy tốt hơn là lấy lại tiền cho cô. Bởi vì nếu anh có đưa cho cô một khoản tiền khác, cô giáo sẽ cảm thấy rằng cô nợ anh quá nhiều. Nếu số tiền cô bị cướp được lấy lại, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tiền đã bị chúng cướp mất, làm sao em có thể lấy lại được? Lê Hồng Ngọc hỏi. Em có cách của riêng em. Lê Uy Long nói một cách chắc chắn. Không phải em đang nghĩ đến việc tìm bọn bai đầu chọc để lấy lại tiền đấy chứ? Gương mặt cô giáo trở nên căng thẳng. Vâng, Lê Uy Long thừa nhận. Đừng có bốc đồng, đúng là chúng muốn tìm cả em để giải quyết món nợ hôm trước. Nhưng may mắn em không có ở đây lúc đó nên chúng mới chuyển sang cướp món tiền trong chiếc túi.
nếu giờ em đi tìm chúng thì chắc chắn sẽ tự chuốc lấy cái chết mà thôi. Lê Hồng Ngọc nói, thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ gác chuyện này lại đã. Chúng ta hãy đến bệnh viện để thăm bác trai, nhân tiện để kiểm tra xem cô có bị thương gì không. Lê Uy Long không muốn làm cô giáo lo lắng thêm, vì vậy anh đành đưa cô cùng đến bệnh viện trước. Để đối phó với nhóm bài đầu chọc, không cần anh phải tự ra tay cho phiền phức, chỉ cần để Thiên Thành xử lý. Anh không vội gọi cho Thiên Thành, bởi vì đội quân tinh nhuệ gồm 20 binh sĩ đến từ chiến trường miền Tây sẽ sớm được gửi đến thành phố. Đến lúc đó, anh sẽ yêu cầu Thiên Thành dẫn đầu đội quân tiêu diệt bài đầu chọc cùng đám đồng đảng cướp bóc của bọn chúng. Và nhất định phải lấy lại tiền cho cô giáo. Dù sao, bài đầu chọc có mọc cánh cũng không thể trốn thoát, vì thế hắn có sống thêm vài giờ nữa cũng không đáng để Lê Uy Long bận tâm làm gì. Cô ổn, không cần kiểm tra thương tích gì của cô đâu. Tại sao chúng ta lại không báo cảnh sát và nhờ họ giúp đỡ xem liệu có lấy lại được tiền không? Lê Hồng Ngọc hỏi. Em nghĩ rằng không cần đâu. Muốn báo cảnh sát thì chúng ta lại cần phải có thêm lời khai, bằng chứng và nhiều thứ khác nữa. Nó quá rắc rối, mà chúng ta vẫn cần đến bệnh viện để thăm bác trai. Mà khả năng lớn là họ cũng không thể tìm lại tiền cho cô được. Nếu mọi việc không thuận lợi như thế, sau này lũ bài đầu chọc sẽ không để cô yên ổn đâu. Lê Uy Long biết bây giờ Ánh Hạ đã nhậm chức, nếu Lê Hồng Ngọc báo cảnh sát vụ này, cô có thể bắt được nhóm bài đầu chọc. Nhưng anh không muốn cảnh sát can thiệp vào chuyện này, anh muốn tự mình giải quyết chúng. Pháp luật vẫn còn quá nhiều kẻ hở, những tên côn đồ kia có bị bắt vào trại thì chỉ sau một thời gian chúng lại có thể trở ra ngoài. Chúng sẽ tìm đến người tố giác là cô giáo của anh để trả thù. Hậu quả lúc đó sợ rằng không tưởng tượng nổi. Thôi được rồi, nếu em thấy rằng không nên báo cảnh sát thì cô sẽ không báo nữa. Nhưng hôm nay cô phải trả tiền thuốc cho bố. Bây giờ cô không có tiền, cô biết phải làm gì đây? Lê Hồng Ngọc bất lực gục đầu vào hai bàn tay. Cô không phải lo lắng về chuyện này. Em vẫn còn tiền trong thẻ. Em sẽ trả cho bác trai tiền mua thuốc. Lê Uy Long mỉm cười nói. Mặc dù Lê Hồng Ngọc không muốn sử dụng tiền của Lê Uy Long nữa, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô đành nói, vậy cô phải cảm ơn em rất nhiều. Cô Dung, cô đừng nói thế. Đây là việc em nên làm. Lê Uy Long nói, vậy thì đừng nói thêm gì nữa. Chúng ta hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Cô giáo thở phào nhẹ nhõm. Vâng, thế là Lê Uy Long lái xe và đưa Lê Hồng Ngọc đến bệnh viện. Cả ông Lê Hùng Thanh và Kiều Vi đều được điều trị y tế tại Bệnh viện Nhân dân. Vài ngày trước Lê Uy Long cũng đã điều trị chấn thương chân ở đây, nhưng bệnh viện này quá lớn đến nỗi anh không gặp Lê Hồng Ngọc trong bệnh viện vào lúc đó. Khi Lê Uy Long xuất hiện trong Bệnh viện Nhân dân, ngay lập tức anh đã thu hút sự chú ý của nhiều y tá bệnh viện. Bởi vì đêm đó, nhiều y tá đã chứng kiến cảnh Lê Uy Long bị Hoàng Minh Yên bắt đi. Họ cũng biết rằng Lê Uy Long và Ánh Hạ đã quét sạch hơn 200 tên tội phạm ở thung lũng Ngạc Na. Trong lòng họ hai người thực sự là những anh hùng vĩ đại. Do đó, khi Lê Uy Long xuất hiện trở lại trong bệnh viện, tất cả đều bất ngờ và ngưỡng mộ. Tối qua nữ y tá Bích Loan trực đêm, nên hôm nay cô bé đang được nghỉ và không ở trong bệnh viện. Lê Hồng Ngọc có một chút ngạc nhiên về việc tại sao rất nhiều y tá ở đây lại nhìn Lê Uy Long một cách ngưỡng mộ và thần tượng như vậy. Tuy nhiên cô đơn giản chỉ nghĩ cậu học sinh Lê Uy Long của mình cao giáo, đẹp trai nên có thể thu hút sự chú ý của nhiều cô gái trẻ. Lê Uy Long đi theo Lê Hồng Ngọc đến cạnh giường của Lê Hùng Thanh và thấy bố cô giáo bị băng bó khắp người, hầu như ông không thể nào cử động. Lê Uy Long cảm thấy trong lòng có phần bất nhẫn. Bố, nhìn này, học sinh của con, Lê Uy Long đến thăm bố. Lê Hồng Ngọc nói ngay khi cô vừa bước vào. Lê Hùng Thanh ngước mắt lên và thấy Lê Uy Long đang bước lại gần, ông vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Lê Uy Long, sao cháu lại ở đây? Lê Hùng Thanh hỏi. Lê Uy Long thường đến thăm nhà ông trước đây nên đương nhiên là ông sẽ nhận ra anh ngay. Bác Thanh, cháu nghe cô Dung nói rằng bác bị thương nặng và phải nằm viện, vì vậy cháu đến thăm bác. Tình hình của bác ra sao rồi ạ? Lê Uy Long hỏi, ồ, xương ở cả hai chân của bác đều bị gãy. Bác cũng không biết liệu sau này mình có thể khỏe hơn được không? Lê Hùng Thanh buồn rầu. Bác Thanh, bác đừng lo lắng. Cháu đã mời một bác sĩ rất giỏi đến và chữa trị cho bác. Ông ấy sẽ đến bệnh viện vào buổi chiều nay và chắc chắn sẽ chữa lành cho bác. Lê Uy Long nói, Lê Uy Long, em mời bác sĩ đến khám và điều trị cho bố cô khi nào? Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi, cô chưa bao giờ nghe Lê Uy Long nói về vấn đề này. Hôm qua khi trở về nhà em đã liên lạc với ông ấy. Lúc nãy em quên chưa nói với cô, Lê Uy Long mỉm cười.
cháu không cần phải lãng phí tiền như vậy. Xương bác có lành thì bác cũng sẽ không sống được thêm nhiều năm nữa. Vậy tại sao lại phải lãng phí số tiền đó? Lê Hùng Thanh bất lực nói. Bác Thanh, bác đừng nghĩ như vậy. Bác nhất định còn phải sống thật lâu và sống thật khỏe mạnh nữa. Bác sĩ mà cháu mời có mối quan hệ rất thân thiết với cha cháu, vì vậy ông ấy sẽ chữa trị cho bác miễn phí. Lê Uy Long nói, ngay cả khi có thân thiết đến mấy, cháu phải mang ơn người ta vì bác cũng là việc không nên. Lê Hùng Thanh nói, ông ấy thích chữa trị những thương tích trầm trọng hoặc các ca bệnh nặng. Bác đừng lo, mà vì cháu đã gọi từ hôm qua nên ông ấy đã lên đường đến đây rồi. Bác hãy để ông ấy điều trị cho bác. Lê Uy Long nói, cha, vậy thì bác phải cảm ơn cháu rất nhiều. Lê Hùng Thanh nói, bác Thanh không cần phải khách sáo thế. Cháu mời bác sĩ nổi tiếng này ngoài việc chữa cho bác, cháu cũng muốn ông ấy thử điều trị cho Kiều Vi, một học sinh khác của cô Dung. Lê Uy Long nói, ông ấy có thể chữa khỏi cho Kiều Vi không? Lê Hồng Ngọc hỏi lại một cách ngạc nhiên. Rất có thể, Lê Uy Long nói. Trời, cô thật không ngờ em lại sắp xếp chu đáo như vậy khi đã mời bác sĩ tới chữa bệnh cho cả bố cô và Kiều Vi. Cho dù có chữa khỏi được hay không thì chắc chắn cô cũng cảm ơn em rất nhiều. Cô khách sáo quá rồi ạ. Bác Thanh đối xử với em như con trai của bác ấy. Bây giờ bác bị thương nặng, trong khả năng của mình, em cũng nên nhờ bác sĩ điều trị cho bác ấy. Đó cũng là việc nên làm. Kiều Vi là học sinh của cô thì cũng là em gái của em. Nhờ bác sĩ điều trị cho cô ấy cũng là việc hợp tình hợp lý. Lê Uy Long khiêm tốn nói. Ồ vậy thì bây giờ cô sẽ đưa em đến gặp Kiều Vi ngay. Lê Hồng Ngọc vô cùng vui mừng nói. Cha chúng ta mới vừa đến thăm bác Thanh, chưa kịp trò chuyện gì nhiều đã đi gặp Kiều Vi rồi sao ạ? Lê Uy Long cảm thấy không phù hợp lắm nếu chỉ mới hỏi han bố cô giáo vài câu mà đã rời đi ngay khi vừa đến. Không sao đâu, cháu đi đi. Hãy gặp Kiều Vi trước. Đứa trẻ này thật đáng thương. Nếu cô bé có thể được chữa khỏi, nó sẽ giống như một món quà tái sinh cho cô bé và gia đình. Lê Hùng Thanh nói, vâng, vậy thì cháu sẽ đi gặp Kiều Vi trước rồi quay lại nói chuyện với bác sau. Lê Uy Long nói, chà, đi nhanh lên. Lê Hùng Thanh mỉm cười hiền từ, ấm áp. Vì vậy Lê Hồng Ngọc đã đưa Lê Uy Long đến phòng bệnh Kiều Vi đang nằm. Đến phòng Kiều Vi, Lê Uy Long nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nhưng vẻ mặt hốc hác đang nằm trên giường. Không cần nghi ngờ, đây ắt hẳn là Kiều Vi, người đã bị buộc phải nhảy xuống từ tầng 3 của khỏi tòa nhà bởi Lương Tuấn Thịnh. Một người phụ nữ với gương mặt buồn rười rượi đang ngồi ở mép giường Kiều Vi. Bà là mẹ của cô, Tịnh Tuyết, cha của Kiều Vi, làm công nhân trên một công trường xây dựng để kiếm tiền, nên ông không có thời gian chăm sóc con gái trong bệnh viện. Cô Dung, cô lại đến thăm em đấy à? Kiều Vi rất ngạc nhiên khi thấy Lê Hồng Ngọc đến. Tịnh Tuyết cũng rất vui khi gặp cô giáo của con gái mình ở đây nên vội vàng đứng dậy và nói, cô Dung, sao cô lại ở đây? Tôi đến thăm cha tôi nên qua thăm Kiều Vi luôn, Lê Hồng Ngọc nói. Sau đó cô quay sang nói với Kiều Vi, cô đưa một người anh trai của em đến thăm em đây. Kiều Vi ngạc nhiên, cô bé ngước đôi mắt to tròn và hỏi, anh, ai là anh trai của em ạ? Đây là tiền bối của em, Lê Uy Long, Lê Hồng Ngọc giới thiệu. Anh ấy, làm sao anh ấy có thể là anh trai em? Kiều Vi nhìn Lê Uy Long, một người đàn ông to lớn dường như bằng tuổi cô giáo của cô nên không thể hiểu tại sao anh ta lại là anh trai mình. Xin chào Kiều Vi, tôi là học sinh khóa đầu tiên của cô Dung, vì vậy tôi lớn hơn em một chút, nhưng vì chúng ta đều học cùng trường với một giáo viên nên tôi thực sự là anh trai của em. Lê Uy Long mỉm cười và nói, à ra vậy, em chào anh, Uy Long. Kiều Vi cuối cùng cũng hiểu rằng Uy Long là học sinh những khóa trước của Lê Hồng Ngọc. Mặc dù anh và cô học những khóa khác nhau và chưa bao giờ gặp nhưng tuổi của anh ấy xứng đáng tuổi anh trai của mình cô Dung, tôi thực sự xin lỗi. Chuyện của Kiều Vi và gia đình chúng tôi đã khiến cô mệt mỏi rất nhiều. Chúng tôi cảm thấy rất áy náy trong lòng vì đã làm ảnh hưởng tới cô, làm cô bị đuổi việc. Tịnh Tuyết áy náy nói, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới gia đình chị. Thủ phạm thực sự chính là gia đình kẻ độc ác Lương Tuấn Thịnh kia. Chị không cần phải cảm thấy dằn vặt, áy náy như thế. Lê Hồng Ngọc nói nhẹ nhàng, Lương Tuấn Thịnh thực sự là một tên tàn ác, tội nghiệp Kiều Vi, con bé khỏe mạnh là thế mà đã bị hắn ta hãm hại đến mức thế này. Tịnh Tuyết rơm rớm nước mắt nhìn con nói, Kiều Vi buồn bã khi nghe những lời mẹ nói. Lê Uy Long cũng cảm thấy vô cùng bất nhẫn. Cuộc đời một cô gái trẻ đầy sức sống và hoài bão đã bị đặt dấu chấm hết bởi Lương Tuấn Thịnh sau sự việc ngày hôm đó khi hắn ép cô bé phải nhảy ra khỏi tòa nhà. Sự căm hận của Lê Uy Long với Lương Tuấn Thịnh, gã thanh niên tàn ác,
dâm đãng, kiêu căng, ngạo mạn, lại tăng thêm một bậc. Chị Tịnh Tuyết, chị đừng quá buồn. Lê Uy Long nói rằng em ấy đã mời một bác sĩ nổi tiếng để điều trị cho cả bố tôi và Kiều Vi. Biết đâu ông ấy có thể chữa khỏi cho Kiều Vi đấy. Lê Hồng Ngọc vô cùng vui mừng thông báo với người mẹ tội nghiệp của Kiều Vi. Đúng vậy, dì đừng quá buồn, bác sĩ mà cháu yêu cầu sẽ có thể đến bệnh viện vào buổi chiều nay. Lê Uy Long cũng an ủi. Anh ơi, anh gọi bác sĩ nổi tiếng nào cho em? Kiều Vi hỏi. Là một bác sĩ quân đội có năng lực y tế rất tốt. Lê Uy Long mỉm cười. Bác sĩ quân y, anh có thể mời một bác sĩ trong quân đội sao? Kiều Vi vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, cha anh đã từng là một người lính và có mối giao tình rất tốt với vị bác sĩ quân y này. Vì vậy anh đã mời ông ấy tới điều trị cho em và bác trai của cô giáo. Lê Uy Long nói, lúc này thì Lê Hồng Ngọc mới biết Lê Uy Long đã mời một bác sĩ trong quân đội. Thật tuyệt vời, dù em có thể được chữa khỏi hay không, em vẫn cảm ơn anh trai rất nhiều. Kiều Vi vô cùng vui vẻ khi thấy hy vọng lóe lên cho cuộc đời mình. Lê Uy Long, bác sĩ quân y mà cháu thuê có đắt không? Tịnh Tuyết lo lắng hỏi. Với một gia đình nghèo khó, đã tới cả mức phải bán cả chiếc nồi vào hàng phế liệu để mong có thêm chút tiền chữa bệnh cho con thì một món tiền lớn để chi trả thêm cho vị bác sĩ là điều bà không thể nào cáng đáng nổi. Dì, đừng lo lắng. Vị bác sĩ quân y này tình nguyện giúp đỡ và điều trị miễn phí. Sẽ không tốn một xu nào. Lê Uy Long mỉm cười tin cậy. Nếu ông ấy không lấy tiền thì dì lại vô cùng xấu hổ. Tịnh Tuyết nói. Không sao, cháu biết ông ấy rất rõ. Ông ấy là một người vô cùng nhân từ và phóng khoáng. Dì đừng đề cập nhiều tới vấn đề tiền bạc, điều đó sẽ làm tổn thương ông ấy. Lê Uy Long nói, thật là biết ơn, Lê Hồng Ngọc nói một cách chân thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 150.